Hôm qua thì chúng ta tìm hiểu về nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn. Cô Trâm hồi tối hướng dẫn cho các anh chị tâm thí chưa ta? Cậu nói với toàn là các anh chị chia sẻ nhiều nên hình như chưa vô nội dung hay sao? Các anh chị hướng dẫn cho chúng ta cái tâm thí chưa? Chưa đúng không? Chưa chắc à. Hôm trước các anh chị học một cái công thức vượt thoát vấn nạn rồi, chúng ta nhớ đúng không ạ? Thì cổ chưa chia sẻ nhưng các anh chị đơn giản thôi. Các anh chị tâm thí là bố thí lòng biết ơn. Thì nó đơn giản như thế này. Nếu bản thân mình á, nếu bản thân mình làm một điều gì đó mà người ta thể hiện rất là trân trọng biết ơn vì hành vi đó của mình thì các anh chị sẽ làm gì với nó nữa ạ? Cả nhà, nếu bản thân mình nha làm điều gì mà người ta rất là thể hiện cái sự trân trọng biết ơn thì chúng ta sẽ làm gì với nó nữa, cái hành vi đó đó các anh chị? Mình làm điều gì đó, ví dụ như giờ mình giúp đỡ ai một điều gì đó mà người ta rất là trân trọng biết ơn chúng ta thì sao? Thì mình sẽ tiếp tục trao đi giá trị đó nữa đúng không ạ? Cả nhà, nếu các anh chị có một cái bài viết gì đó mà đăng lên mạng xã hội, cái có một người nói là biết ơn chị, sau khi đọc bài viết này nội tâm của em đã như thế này thế này thế này, biết ơn chị lắm lắm, thì các anh chị khích lệ các anh chị viết thêm những bài viết chất lượng như vậy nữa không? Cả nhà, vậy thì hàng ngày á trong cuộc sống này nè, chỉ thiếu đúng đó là người biết tâm thí vào thời điểm phù hợp, ngay cái thời điểm mà sơ khai nhất á, con người có hành vi mà thiện tâm á, có hành vi giúp người á, có hành vi cho đi giá trị á, thì mình có nguồn năng lượng trân trọng biết ơn phù hợp vào thời điểm đó, đó. Nó sẽ giúp người ta sao ạ? Nó sẽ giúp người ta làm hơn nữa hành vi đó. Ví dụ như toàn ngày hôm nay các anh chị thấy toàn rất là nghiêm túc và có trách nhiệm trên con đường mà mình lan tỏa giá tri thức của nhân sinh này không ạ? Các anh chị có thấy toàn rất là nghiêm túc và rất là tinh tấn? Các anh chị có thấy toàn nghiêm túc tinh tấn và định hướng làm điều này lâu dài cho cái dự án này lâu dài không ạ? Các anh chị biết do đâu không? Lúc ngày xưa ở ngày đầu tiên á, toàn chia sẻ cái này thì có một ít con người thôi họ lại nói trân trọng biết ơn toàn vì toàn đã giúp họ thay đổi cuộc đời. Và mỗi khóa trôi qua gần 10 năm rồi đó, một tháng là toàn có một khóa, ngày xưa là offline, thì cứ như vậy nó nuôi dưỡng hành vi của toàn suốt luôn tới thời điểm này. Rồi sau đó tự nhiên một ngày nào đó đẹp trời, chúng ta sẽ làm được rất là nhiều điều lớn cho cuộc sống này. Nhưng mà không ai biết rằng chính do cái sự tâm thí rồi thời xưa của con người á, cái người thời đầu á,
họ tâm thí với Toàn, đó là họ trân trọng biết ơn về việc Toàn làm như vậy. Rồi sau đó các anh chị nè bắt đầu trân trọng biết ơn về việc Toàn đã chia sẻ hỗ trợ các anh chị các tri thức nhân sinh. Cái ngày qua ngày, tháng qua tháng, các anh chị khích lệ hành vi thành vi cái thiện nguyện của Toàn, hành vi làm giá trị của Toàn, thì chính cái đó đó nó mới nuôi dưỡng được cái lòng tốt của con người và cái hành vi của con người ngày càng tốt hơn. Thì có nghĩa là Toàn đã tiếp nhận cái gì ạ? À? Tiếp nhận tâm thí của các anh chị. Các anh chị nắm ý này không ta? Cả nhà nắm cái ý Toàn vừa chia sẻ không ạ? Chứ mình đừng có nghĩ cái gì cao xa hết trơn. Rồi bây giờ vậy thì mình ứng dụng trong tâm thí, trong hôn nhân gia đình kiểu sao đây? Ừ. Theo các anh chị thì ứng dụng tâm thí trong hôn nhân gia đình kiểu sao? Các anh chị mình ứng dụng tâm thí trong hôn nhân gia đình kiểu sao? Rồi bây giờ là đối với con đi. Rồi bây giờ mình ứng dụng tâm thí làm sao để cho con phát huy cái điều mà con làm đây. Ứng dụng sao? Làm lớn điểm tốt của đối phương, không phải, không phải làm lớn điểm tốt của đối phương. Có nghĩa là khi con cái làm điều gì đó cho chúng ta, ngay cái giây phút mà bạn có hành vi làm cái đó xuất phát từ cái nội tâm thật sự muốn giúp đỡ gia đình đó, ngay cái giây phút đó đó, dù nhỏ nhưng các anh chị cũng phải bố thí cái lòng trân trọng biết ơn về hành vi đó. Ví dụ như từ nhỏ các con thường hay có những cái hành động ngoài năng lực của, ngoài khả năng của con. Ví dụ như con chạy lại hỗ trợ lặt rau, con hỗ trợ cho chúng ta cái gì ạ? À, lấy đồ quần áo, con nhiều cái nữa. Thì ngoài cái việc ghi nhận con của mình, các anh chị còn còn thể hiện được sự trân trọng biết ơn vì con đã gánh vác. Nếu thật tâm cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn ngay tức khắc nó khởi lên, thì đứa trẻ nó sẽ lưu giữ lại một cái dấu ấn tâm trí rất đặc biệt. Bởi vì trong quá trình mà các nhà khoa học người ta nghiên cứu á, các nhà người ta nghiên cứu về cái một số nghiên cứu về cái cách dấu ấn của tâm trí con người á, thì con người khi con người có cái sự cảm động là dấu ấn tâm trí rất mạnh mẽ. Các anh chị có thừa nhận với Toàn cảm động thì dấu ấn tâm trí rất là mạnh mẽ không? Cỏ nét không? Dấu ấn tâm trí á, lúc cảm động á, thì khi quá trình cảm động xảy ra thì cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn nó sẽ khởi tạo. Các anh chị nắm tới đây đúng không? Các anh chị, Toàn nói nè, khi sự cảm động nó khởi sanh thì nguồn năng lượng trân trọng biết ơn nó bắt đầu nó khởi lên, nó mạnh mẽ lên. Vậy thì khi một cái hành vi nào đó mà một người nào đó làm, dù hành vi rất là nhỏ, mà có người trân trọng biết ơn về hành vi đó của họ, có người trân trọng biết ơn về hành vi đó của họ, thì ngay tức khắc á, nó sẽ khơi gợi được cái sự cảm động nội tâm nơi con người làm hành vi đó. Anh chị hiểu ý Toàn vừa chia sẻ không cả? Ai đã từng giúp người mà anh ta trân trọng biết ơn mình lắm, mình cũng rất là cảm động không? Có ai từng giúp người mà anh ta trân trọng biết ơn mình lắm, cái tự nhiên đó, trời, làm hành vi có nhỏ xíu vậy sao họ trân trọng biết ơn quá ta, cái tự nhiên nội tâm của mình nó thấy làm sao á,
mình nhớ cái người đó hoài luôn á, dấu ấn tâm trí nhớ hoài luôn á, là bởi vì mình không có làm gì nhiều chứ á, nhưng người ta rất là trân trọng biết ơn mình như vậy, thì cái tự nhiên mỗi lần gì mình nhớ cái từ đó mình làm thêm làm thêm làm thêm hành vi đó nữa thôi. Anh chị hiểu phải cái này, phải để ý diễn biến nội tâm mới có thể hiểu được cái này. Còn nếu không hiểu được một cách trọn vẹn, các anh chị giúp đỡ Toàn giả bộ tin làm theo trước. Đó là ngay cả đi ra ngoài đường, nếu bây giờ các anh chị thấy có một đứa trẻ lấy một cái miếng rác bỏ vào thùng rác, dù đứa trẻ đó lấy rác do chính mình lọt ra, do chính mình bị lọt ra, hoặc là rác ngoài đường trẻ lấy cái miếng rác đó bỏ vô thùng rác, thì theo các anh chị nếu chúng ta khởi được một cái tâm trân trọng biết ơn về hành vi thiện nguyện đó của trẻ, thì theo các anh chị sẽ nuôi dưỡng ra một đứa trẻ sau này giúp người giúp đời không? Cả nhà. Cả nhà hiểu cái ý còn vừa nói không nè? Bây giờ tự nhiên cái mình đi ra ngoài đường, cái mình quan sát ở công viên, cái tự nhiên có một đứa trẻ nhỏ thôi, cái còn mới lấy cái gì, lấy cái miếng rác bỏ vô thùng rác, cái anh chị chạy lại, cái anh chị nói với con trân trọng biết ơn con dù nhỏ ngang, bởi vì con làm đẹp thêm cho thành phố này, con biết bảo vệ môi trường, chú biết ơn con quá à, tại vì có người như con trong xã hội này thì thế giới này ngày càng tốt hơn. Nếu các anh chị nói được vậy thì các anh chị nghĩ như sao? Các anh chị nghĩ ai, các anh chị nghĩ ai, các anh chị có nuôi dưỡng ra một đứa trẻ mà nó làm rất nhiều điều thiện nguyện không? Được không? Rồi, đó là đứa trẻ nghe. Vậy thì chồng của mình dù cái hành vi rất nhỏ thôi, là đi làm về đúng giờ thôi, các anh chị nghĩ nên trân trọng biết ơn ổng không? Các anh chị chỉ cần đi làm về đúng giờ thôi, đố các anh chị nên biết ơn không? Biết ơn bởi vì ổng đường nào mình cũng phải chờ đợi ổng về ăn cơm, ví dụ mà vợ chồng mà mình trân trọng biết ơn vì anh ngày hôm nay về rất là đúng giờ, tại vì thuận lợi cho em sắp xếp chuyện gia đình để cho con cái ăn uống rồi á, để sắp xếp nó tốt, biết ơn anh, như vậy thôi được gọi là gánh vác với gia đình. Tại vì chỉ cần ăn uống giờ chỉnh cái một, mọi chuyện sắp xếp trong gia đình con cái nhỏ nhoi, các anh chị biết sắp xếp nó khó khăn đúng không? Các anh chị nghĩ chúng ta nên biết ơn điều đó không? Vậy thì nếu thật sự là nguồn năng lượng trân trọng biết ơn thì các anh chị đã tâm thí rồi đó, thì sẽ tạo ra người chồng gánh vác thêm công việc cho tiếp gia đình. Còn nếu không đòi, không biết mấy đó để tâm thí nữa, thì đợi tới khi nào đem lương về thì mới tâm thí thì thua ai. Hiểu không ta? Mà ngay cả đem lương về, nhiều khi Toàn nói thiệt luôn là nhiều khi mấy cô nữ, mấy chị nữ kiếm tiền nhiều hơn chồng nữa, nhưng mà dù đồng tiền ít về, nhưng mà mình trân trọng biết ơn vì đồng tiền chồng mang về, thì sau này coi chừng ổng mang hàng tỷ 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 về. Còn không biết chân tâm thí cái đó thì không có bội tăng thêm những gì mình mong muốn có. Ngay cả một cái người chồng nè, cứ về nhà mà rảnh thì ôm vợ một cái, thì mình cũng phải biết trân trọng biết ơn vì anh đã có hành vi ôm mình một cái. Tại vì mình biết mỗi ngày mình nhận có 8 tới 20 cái ôm là mình đỡ bị bệnh thần kinh. Thì ông đã sao à,
Ông đã làm điều rất đặc biệt rồi, đi đâu cái trước khi đi ông hung mình cái thôi. Con cũng vậy, các anh chị biết là trước khi đi đâu con nó hung mình cái rồi nó mới đi. Các anh chị nên trân trọng biết ơn hành vi đó của con không? Cả nhà. Ồ, mấy cái nhỏ nhỏ như vậy chứ khủng khiếp lắm. Nó sẽ khích lệ ra thành ly thành thiện nguyện của con người. Còn việc mà chúng ta ứng dụng nguồn năng lượng trân trọng biết ơn vào thì nói đơn giản như thế này thôi, tại sao chúng ta cần phải tâm thí? Ví dụ như ai làm cái điều gì đó mang đến sự đau khổ cho chúng ta, ai làm điều gì đó mang đến sự đau khổ cho chúng ta thì hoặc là mang đến cái vướng mắc cho chúng ta ở đây. Câu hỏi của Mai Trịnh hay quá nè. Thầy ơi, nếu một hành vi nào đó mình thấy nó giả tạo với mình thì mình nên giả vờ biết ơn không ạ? Không, biết ơn thiệt. Giả tạo nhưng người ta còn nỗ lực làm như vậy rồi thì mình biết ơn thiệt. Biết ơn vì người ta đã quá nỗ lực để làm cái hành vi đó. Rất là biết ơn vì họ đã nỗ lực làm hành vi đó. Ví dụ như nhiều khi họ ôm mình nhưng mà ngại ngùng quan tâm. Mình đừng có giả vờ trân trọng biết ơn mà trân trọng biết ơn thật sự. Vì anh ngại ngùng như vậy mà anh còn quan tâm mình như vậy. Đâu có giả tạo được. Không có hành vi nào của con người đối với mình là giả tạo hết. Bởi vì nó đều là ý niệm của họ muốn làm điều đó vì động cơ gì. Tùy họ. Nhưng xét về động cơ mà theo cái chiều hướng này thì người ta đã nỗ lực làm điều đó rồi. Đâu có giả, mình đâu có ngu gì mình giả. Người phụ nữ thông minh á là người ta khen mình đẹp, nếu mình đẹp thì người đó sẽ biết ơn. Còn người phụ nữ khôn ngoan á là người ta khen mình đẹp, nếu mình đẹp á thì mình tin mình rất là đẹp, còn nếu mình không đẹp mình cũng rất tin mình đẹp. Dù người ta khen mình với một cái lời nói gì không biết. Tại sao phải người ta khen mình rồi mình xét gì động cơ khen của họ chi, tại sao mình không chịu tin cái đó luôn để nó có lợi cho nội tâm của mình. Được không? Rồi, bắt đầu quay qua tại sao chúng ta cần phải tâm thí đây. Khi con người mà ai đó mang lại sự đau khổ cho người thì theo các anh chị họ đang tích một cái hạt mầm rất xấu không? Cả nhà, nếu ai đó mang lại sự đau khổ cho con người thì họ đang tích một cái hạt mầm xấu, hạt mầm âm không? Thì về nhân quả, khi một con người tích hạt mầm âm thì quả trong tương lai họ sẽ gánh là gì ạ? À? Cả nhà. Là quả bất như ý. Được không? Thì chúng ta đã xử lý rồi. Chúng ta đã xử lý công thức vượt thoát mọi vấn nạn khi người ta đem lại sự đau khổ cho chúng ta rồi. Chúng ta xử lý công thức nào? Công thức vượt thoát. Ở bước 1, bước 2 là chúng ta biết và đón nhận nó là xong rồi. Bao dung cho con người rồi. Nhưng cái quan trọng là gì? Là khi mà bước thứ hai nè, bước thứ hai thì chúng ta tìm được cái bài học sau nghịch cảnh, tìm được bài học, điều tâm đắc. Và ngộ ra. Một, hai, ba, bốn, năm gì đó, vân vân.
Thì nếu một người mang lại bài học cho mình thì các anh chị trân trọng biết ơn họ không ạ? À? Các anh chị khởi một cái sự trân trọng biết ơn bài học. Tại vì mình tìm được lý do hiện diện và tính hữu dụng và tầm quan trọng của con người và vạn vật, thì ở đây là tầm quan trọng của sự vật sự việc xảy đến với mình đó, mình tìm được bài học sau cái đó. Vậy thì khi con người chúng ta khởi được cái bài học sau cái đó là đồng nghĩa với chúng ta khởi được cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn đó, thì ngay tức khắc cái người á, biến ngay tức khắc chúng ta biến cái người mang lại sự đau khổ cho chúng ta trở thành thầy của chúng ta. Mang lại sự đau khổ cho chúng ta trở thành thầy của chúng ta. Bởi vì người cho chúng ta bài học mà. Mình đừng có xét gì họ là ai và động cơ thế nào. Nhưng nếu xét về bài học tâm đắc và ngộ ra thì họ trở thành thầy của mình không cả nhà. Có những đôi lúc thầy của mình đến bằng cách là dạy dỗ mình nghiêm túc, có những đôi lúc họ ẩn danh, họ ẩn cái hình tướng đó đi, họ ẩn đi và họ muốn cho chúng ta sao có một cái bài học theo cách nào đó khác đi, nhưng trong xã hội này đều là người thầy của mình. Thì nếu làm được điều này thì ngay tức khắc họ tích lũy hạt mầm xấu á trở thành hạt mầm tốt. Thì thay vì trạng thái điện từ này sẽ âm đi, thì nếu các anh chị xử lý được nội tâm của các anh chị bằng nguồn năng lượng trân trọng biết ơn vậy đó, thì người đó tích hạt mầm dương thì quay qua người đó tích phước, thì con người có phước họ sẽ ngừng lại hành vi kém, hành vi tệ. Và vô hình chung nếu chúng ta tâm thí theo trường hợp này, chúng ta sẽ tạo ra những con người không tái lại hành vi sai phạm. Toàn vừa hướng dẫn các anh chị một cái công thức rất đặc biệt để giúp đỡ con cái và người thân các anh chị. Thông thường cha mẹ thiếu tâm thí nên khi hành vi sai trái của con á mình lại đau khổ, thì vô hình chung làm cho con sao ạ? À? Tiếp tục cái hành vi sai trái đó tiếp theo một hình tướng nào khác. Nhưng nếu ai biết tâm thí là biết và đón nhận nó thôi, sau đó tìm bài học sau cái đó, thì vô hình chung á thì con nó tạo phước báo thay vì nó tạo ác đức, thì bây giờ nó tạo phước đức. Được không? Hiểu này không ta? Thì lúc đó hành vi sai của người khác nó sẽ được giảm lại. Mà nếu thật sự mình dùng tâm thí ứng dụng trong cuộc sống của mình thì con người sẽ làm hành vi sai trái sẽ giảm đi từ dần 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 dần. Nên nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn này nó khủng khiếp lắm. Được không? Hiểu nào ông ta? Cái này nó được gọi là cái thuật, nó gọi là thuật lấy ân báo oán. Lấy ân báo oán. Nhưng nó xuất phát từ chúng ta bố thí sự trân trọng biết ơn, bố thí lòng biết ơn. Ở đây Lưu Thị Nguyệt Anh có nói: thưa thầy, cảm thấy trân trọng biết ơn khi gặp nghịch cảnh bất như ý, thì liệu tương lai liên tục gặp cảnh người trân trọng biết ơn sở hữu? Hôm qua mình học chưa ta?
Việt Anh có học cái này không ta? Hôm qua Toàn có nói rất rõ là mình không có biết ơn con người mang lại nghịch cảnh, cũng không có biết ơn cái bài học, cái nghịch cảnh, mà là mình có bài học và đều tâm đắc ngộ ra sau nghịch cảnh. Mình trân trọng biết ơn bài học để mình trưởng thành, chứ không phải trân trọng biết ơn nghịch cảnh để trưởng thành. Được không cả nhà? Hôm qua các anh chị thống nhất quan niệm này với Toàn chưa ta? Ừ, cả nhà, các anh chị thống nhất quan niệm này với Toàn ha. Thống nhất rồi thì thôi, chứ ai mà đi biết ơn nghịch cảnh, chúng ta cần bài học để trưởng thành. Còn hôm qua Toàn có chia sẻ với các anh chị cái cách, nếu các anh chị mà có bài học sớm hơn cái việc bất như ý đến, thì đâu có việc bất như ý để đến. Chúng ta có bài học sớm hơn vấn nạn thì làm gì có vấn nạn đến. Nhưng mà con người chúng ta rất là đặc biệt, đó là khi á chúng ta chưa biết hôn nhân là gì, chúng ta đã kết hôn. Khi chúng ta biết chưa biết sức khỏe là gì thì chúng ta đã có sinh mệnh. Khi chúng ta chưa biết giáo dục con cái là gì thì chúng ta đã có con. Khi chưa biết cách xài tiền như thế nào, dùng tiền như thế nào, cho đi tiền sao thì đã có tiền. Vậy thì tất cả những gì con người đều biết á, đều sau kiến thức của con người, đều đi sau cái con người sở hữu. Nên con người cần bài học để trưởng thành nhanh nhất có thể. Nên thay vì mình để nghịch cảnh khó khăn đến, mình mới bắt đầu tìm nó, thì chủ động có bài học, đều tâm đắc ngộ ra hàng ngày trong cuộc sống để vấn nạn được đẩy lùi. Hiểu không ta? Hiểu không? Các anh chị nắm ý Toàn nói không ta? Toàn nói lại ha. Các anh chị ngẫm mai, các anh chị có thấy nó vậy không ha? Toàn nói lại ha. Bây giờ này ha, ai ở đây cảm nhận là mình chưa biết sức khỏe là gì, mình đã có sinh mệnh rồi, các anh chị xác nhận giúp Toàn được không? Chúng ta chưa có biết cái gì về sức khỏe hết, mình đã có sinh mệnh rồi. Có cảm nhận là chúng ta chưa biết gì về hôn nhân thì mình đã lập gia đình, có không? Có chưa biết gì trơn đã lập gia đình chưa? Rất ít người biết rõ về hôn nhân khi lập lắm. Rồi chúng ta chưa biết giáo dục con cái là gì hết thì đã có con rồi à. Vậy thì mình chưa biết cách xài tiền, cho đi tiền đúng cách gì hết trơn á thì mình đã có tiền. À, vậy thì cái đặc biệt như thế này, tất cả những gì mình biết, tất cả những gì mình sở hữu đều đi sau những gì mình biết. Nên con người còn cần rất nhiều bài học để có thể con người vượt thoát các vấn nạn mà họ mắc phải. Tại vì họ sở hữu trước khi có tri thức. Được không? Hiểu ý nào? Nên cái giá phải trả của con người đó là những gian truân khó khăn vấn nạn đến, để con người tìm được bài học để vượt thoát nó. Tại vì ai kêu mình sở hữu, giống như mình mua một cái máy phát điện về hay là một cái máy vi tính về, thì sau đó mình mới học cái cách xài nó, thì vấn nạn nó phát sinh tới đâu thì mình phải tìm chuyên gia giải tới đó chứ. Và nhiều con người đã tìm chuyên gia giải các vấn nạn tới khi sao à? Tới khi cái máy vi tính hư luôn á, tới đời sau luôn, chưa hết vấn nạn của máy vi tính. Tại vì mình chưa học được cách xài máy vi tính, mình đã mua nó rồi. Hiểu không trời? Hiểu không? Nên cả đời của một con người là cần bài học để trưởng thành. Cần bài học để mình có thể trưởng thành, thì mình có bài học thì vấn nạn nó không còn lặp lại nữa. Ví dụ như giờ mình không biết nó bị virus đi,
cái sau đó mình xử lý là mất dữ liệu rồi, thì bắt đầu nếu mình có bài học, mình học xong cái cách bảo vệ, cài đặt hệ thống đồ này kia đàng hoàng lại hết tất cả, thì bảo vệ không phải tùy tiện đút cái gì vô trong máy vân vân. Thì qua bài học đó nếu ai học tốt, có phải nó không còn cái vấn nạn đó phát sinh trở lại không cả nhà? Còn nếu ông nào mà không có bài học đó, có phải lần sau bị nữa, bị nữa, bị nữa, và lặp lại hàng vạn lần cái vấn đề họ phát sinh vậy chưa? Vậy thì có phải tất cả những gì đơn giản nhất thôi là mình đều sở hữu cái tri thức, các cái kiến thức sau, sở hữu tri thức sau cái việc chỉ có tri thức sau sở hữu, nên con người luôn luôn gặp vấn nạn được không? Các anh chị chưa có mối quan hệ, chưa biết giữ mối quan hệ là gì, mượn sức mối quan hệ ra sao trong cuộc đời mình, thì mối quan hệ xung quanh mình đã đầy rẫy rồi. Mình sanh ra mình đã có mối quan hệ với cha mẹ con cái rồi sao ạ? Mình chưa có gì hết trơn, mình đã kết hôn có mối quan hệ với vợ chồng, mình chưa biết mối quan hệ đó làm sao để giữ tốt nữa, thì mình đã có hết rồi. Vậy thì con người của mình hiểu biết luôn đi sau những gì mình sở hữu. Các anh chị comment cái đó giúp Toàn để nhớ suốt cuộc đời này. Đó là con người đa phần hiểu biết đi sau những gì mình sở hữu. Được không? Các anh chị ghi giúp Toàn cái đó đây. Con người đa phần hiểu biết đi sau những gì mình sở hữu. Các anh chị có đồng thuận cô chị Toàn cái này không? Cả nhà có đồng thuận với Toàn không? Nên chúng ta cần cần bài học, chúng ta cần bài học điều mà chúng ta tâm đắc và ngộ ra, tất cả những cái này đều là bài học hết á. Tại mình nói gì thôi, ở cả bốn lĩnh vực, cả bốn lĩnh vực, nếu chúng ta có đủ bài học cho bốn lĩnh vực này, đó là chúng ta có bài học về nội tâm. Nếu các anh chị không học trước cái nội tâm an vui thì các anh chị sẽ nhận bài học đau khổ để từ đó tìm cách để an vui. Nếu các anh chị không học cái cách trân trọng biết ơn thì một ngày nó đẹp trời mình sẽ nói là tôi không muốn quán trách nữa. Nếu chúng ta không học cái cách bao dung trước thì các anh chị sẽ một ngày nào đó vấn nạn về mối quan hệ, vướng mắc trong mối quan hệ, sân si đau khổ nó sẽ diễn ra. Nên đường nào rồi thì con người cũng phải cần có bài học để trưởng thành. Vậy thì nếu chúng ta chủ động có bài học trong bốn lĩnh vực này, từ nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính trước, thì vấn nạn nó sẽ hạn chế phát sinh. Vậy thôi. Nên Toàn khuyên các anh chị là trong nhiều năm tháng bám sát môi trường này, các anh chị tìm có khoảng một quãng bài học. Đó là một quãng bài học tâm đắc ngộ ra. Nếu khéo khéo các anh chị giúp Toàn trong vòng 3 năm xoay quanh bốn lĩnh vực này thì Toàn khẳng định thì kỳ, nhưng chúng ta nhất định sẽ hạn chế được các vấn nạn trong cuộc sống phát sinh, tại vì mình có bài học rồi, đâu có nó hạn chế vấn nạn. Còn không có bài học thì đều tâm đắc đều ngộ ra, nên vấn nạn nào tới để cho các anh chị có bài học rồi các anh chị vượt thoát nó tiếp tục đi nữa. Thì con người trong quá trình nghiên cứu tìm hiểu thì con số đầu tiên mà Toàn nhận được từ các cao nhân chỉ điểm đó, đó là 10.000 bài học tâm đắc ngộ ra trong bốn lĩnh vực. Nhưng nếu các anh chị học trước bài học lớn, học trước bài học lớn
Đó là 72 cái bài học quan trọng của nhân sinh đó. 72 bài học tâm đắc ngộ ra quan trọng của nhân sinh. Thì các anh chị sẽ phân ra loay quay, nó có khoảng một vạn bài học nhỏ bên trong. Thì ở đây chúng ta đang tập trung vào 72 bài học lớn. Cụ thể là chúng ta cần biết khoảng 72 thuật ngữ thôi. 72 thuật ngữ. Hôm trước còn tính đi tính lại nó có ba mươi mấy chữ à. Nhưng mà toàn quên 15 cái khái niệm nguồn. Mấy ngày tới toàn sẽ chia sẻ các anh chị, cuối buổi các anh chị nhớ nhắc toàn á. Các anh chị nhớ nhắc toàn tổng kết 72 thuật ngữ này cho các anh chị ha. Tổng kết khái niệm tổng quát á. Để cho các anh chị nắm cái này. Để biết chúng ta cần có bao nhiêu bài học trong cuộc đời về nhân sinh để hạn chế cái vướng mắc nhân sinh. Thì thời gian gần đây hôm trước toàn tính đi tính lại nó lộn, nó bị thiếu. Tại vì tới 4 lĩnh vực. Mỗi cái có 15 khái niệm. Thì ra 60 rồi. Cộng với 6 cái mấy cái già, mấy cái già toàn diện nữa. Ra 12 cái nữa là ra 72 cái. Nhưng toàn hình như toàn điếm hôm trước có mấy chữ à. Điếm lộn. Thì giống như 72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không vậy đó. Thì các anh chị nhớ gần cuối nhớ nhắc toàn vẽ cho các anh chị hai cái đồ hình quan trọng, hai cái đồ hình cực kỳ quan trọng để cho các anh chị biết mình cần thấu suốt cái gì. Thì trong 72 cái đó thì toàn quan sát có chiều sâu vô nữa thì có khoảng một vạn bài học về nhân sinh mà nó có ý nghĩa, nó đơn giản lắm. Được ha. Đúng rồi, hai đồ hình quan trọng có 72 bài học lớn. Đúng rồi đó. Có 72 bài học lớn. Nó sẽ phân ra. Nhưng mà trong đó có một bài ngon lắm á. Trong quá trình học các anh chị luyện được một phép thần thông đó là Kim tinh hỏa nhãn. Nên là trong phim Tây Du Ký á, Ngộ Không là người người có thể nhìn ra được thật giả, yêu quái có thể ai không thấy nhưng mà Ngộ Không thấy. Các anh chị nghe cái từ Ngộ Không các anh chị thấy quen không? Đó là người ngộ được tánh không nên đặt tên là Ngộ Không. Dụng ý của Ngô Thừa Ân đặc biệt lắm đó. Nên là khi các anh chị nhận được sự chân thật nơi chính mình, ngộ được tánh không á, các anh chị được cái kim tinh hỏa nhãn. Giống như mình đang đứng ở một cái mặt hồ phẳng lặng, sau đó các anh chị nhìn xung quanh trong bán kính một cây số, mặt hồ phẳng lặng cây số mà đứng giữa cái có một hòn đá mà rớt trên mặt hồ một cái là chúng ta đã biết rồi, nó lăn tăn rồi. Vậy thì khi con người ngộ được tánh không á thì cái trạng thái nội tâm rất là cân bằng, thì mọi cái máy động trong nội tâm của con người hay chính mình đều đều có thể cảm thụ được hết. Đó là một điều đặc biệt của cái này. Trong những ngày chúng ta học trò thì chúng ta đã học về sự an vui, các anh chị hiểu vậy thì các anh chị biết cái đó. Ai đây hổng gài nhận được tinh túy cái này chưa? Đó là tự nhiên cái giao lưu với ai đó, tự nhiên sự thấu hiểu của mình về người cao lắm. Có ai có cái đó không? Mình biết người ta tham tưởng ở ngưỡng nào, kiểu sao luôn á. Có không? Các anh chị? Chị có tiến bộ trong nhân sinh không? Trong tiếp xúc với con người không?
Được ha. Chưa cảm nhận được ạ. Thì từ từ cảm nhận. Gài. Toàn chia sẻ với các anh chị ứng dụng tâm thí vậy thôi. Cô Trâm nhờ Toàn giao lưu với các anh chị. Tối nay thì Toàn đang có Toàn về lại Toàn về nhà rồi. Nên đó là cô Trâm cũng trên đường về nên tối nay cô Trâm chưa chuẩn bị kịp, thì tối nay Toàn nhờ cô Bích Nga sẽ vào giao lưu để cho các anh chị giao lưu với các anh chị về ngôn thí. 8:30 cổ sẽ giao lưu với các anh chị. Chúng ta sẽ giao lưu về bao dung ha. Huyền Nguyễn muốn chia sẻ hả? Thôi học bao dung chút đi rồi chia sẻ. Ha, chút xíu chia sẻ sao? Các anh chị chúng ta cùng nhau tìm hiểu bao dung nha. Bao dung để làm rõ cái khái niệm bao dung á, các anh chị cần nắm thêm cái khái niệm về vị tha thứ nè. Nè, khoan dung nè. Các anh chị giúp đỡ Toàn, các anh chị ghi giúp Toàn á, ví cái bình nước này, ví cái ly giữ nhiệt này, mình gọi là cái bình giữ nhiệt, cái ly giữ nhiệt nha, ví cái ly giữ nhiệt này, các anh chị Nguyễn Xuân Tề là nói đăng ký thành công khóa 7 của thư pháp á hả? Các anh chị đăng ký thành công khóa 7 của thư pháp mà chưa nhận link hả? Chắc chưa gửi link hay sao mà. Từ đây tới tối coi sao rồi có liên hệ với cô Diễm Kiều á. Ngày mai là ngày khai giảng thư pháp á cả nhà, khóa mới. Có ai đăng ký thì các anh chị cứ đăng ký khóa mới thư pháp. Ngày mai là ngày khai giảng. Ai mà có ý nguyện học Mentor 6 á, các anh chị học thư pháp trước đi. Các anh chị có ý nguyện học Mentor 6, các anh chị học thư pháp trước. Tại vì đường nào thì các anh chị cũng phải học thôi. Mentor 5 bây giờ vô phải học. Tốt nghiệp mà không viết chữ thư pháp không cho tốt nghiệp. Tốt nghiệp mà viết chữ không đẹp á, viết chữ nè, viết chữ trên đây mày không được á, cũng không cho tốt nghiệp. Mai chưa có dụng cụ học, học xong cái ngày mai khai giảng xong rồi mới giao lưu dặn dò đồ xong hết thì bắt đầu có dụng cụ, còn ai gần thành phố Hồ Chí Minh thì lại switch to chúng ta lấy. Các anh chị tranh thủ thư pháp, trên thư pháp hay lắm, các anh chị được dạy vẽ tùng trúc cúc mai sen nè, sau đó các anh chị còn được học thư pháp nữa, các anh chị kiếm miếng ăn được lắm đó. Rồi ai học tập thì đồng hành cùng Toàn năm sau, mentor 6 vô nữa thì chúng ta xác lập kỷ lục thế giới về viết chữ thư pháp. Toàn đang tính ý tưởng xác lập kỷ lục thế giới về thư pháp ở sân Mỹ Đình đó, 10.000 chuyên ngàn người ngàn thư pháp gia.
bên Mỹ muốn học thì đăng ký thôi, rồi sau đó các anh chị học rồi học online mà 3 tháng mới mở một khóa một lần và khoảng mở một khóa. Dạ rồi ha, cho anh chị hỏi toàn trả lời cho các anh chị đó. Chỉ học chiều chủ nhật hàng tuần hả? Cái đó là chiều chủ nhật hàng tuần học, rồi sau đó trong lớp học còn kéo ra học mỗi đêm nữa, mỗi tối 10 giờ 11 giờ gì đó học đến 12 giờ các anh chị học thêm, được bồi dưỡng thêm, toàn thử nghiệm cái chương trình đó cho master, rồi từ 11 giờ đến 12 giờ tập hoặc là 10 giờ tới 11 giờ tập, thì trong quá trình tập như vậy đó cái người ta nhanh lắm, hồi đó toàn thu tiền là 10 triệu một người. Thì bây giờ thì toàn thấy hiệu quả rồi, nên là các anh chị học ban ngày thư pháp thứ bảy chủ nhật chuyển giao thêm buổi tối nữa, nên là các anh chị học tuần vậy mỗi tối đều có rèn luyện chung với nhau nữa. Rồi các mentor năm á, thì ngày nào cũng được rèn luyện mỗi buổi sáng, thì nên là các anh chị được rèn luyện không có giới hạn, đóng học phí một lần được bồi dưỡng trọn đời, hình như học phí 1,5 triệu hay sao, có dụng cụ. Toàn đang sưu tầm mà 10.000 thư pháp gia để xác lập một kỷ lục thế giới ở sân Mỹ Đình, kỷ lục thế giới về thư pháp. Các anh chị đồng hành không, xác lập kỷ lục thế giới về viết chữ thư pháp không? Thì tập 5 đi, tập 5 gì đó 10.000 thư pháp gia. Xác lập kỷ lục. Hôm trước mấy anh em mentor tư để đồng cùng nhau xác lập kỷ lục thế giới thì squat này, mentor 6 là có thể xác lập kỷ lục thế giới về 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 thư pháp được rồi. Mười ngàn thư pháp gia ngon không, nhanh lắm, các anh chị học tập nghiêm túc 1 tháng tới 3 tháng các anh chị viết tốt, nhanh lắm, nhanh lắm, các anh chị học tập nghiêm túc nhanh. Huy Hà được ngang đăng ký chào phỏng vấn. Rồi, toàn xin phép các anh chị ha, các anh chị ghi giúp toàn. Các anh chị nè, ghi giúp toàn á. Ví cái ly nước này đại diện cho 10 phần lỗi người. Ví cái ly nước này đại diện cho 10 phần lỗi người. 10 phần lỗi người là sao ta? 10 phần lỗi người là sao chạy? 10 phần lỗi người là sao cả nhà? 10 phần lỗi người là sao? Đó là lỗi lầm của người đối với mình có 10 phần là tính ra 100% á. Thì người có đức tính tha thứ nè, toàn xin phép các anh chị là toàn nói là người có đức tính tha thứ, tại vì toàn rất đánh giá cao người có đức tính tha thứ. Thấy gì chưa đánh giá cao, tại vì toàn tiếp xúc với rất là nhiều người lỗi người có một phần thôi mà họ đã nhân lên vạn phần. Những người có đức tính tha thứ á thì lỗi người bao nhiêu thì sao ạ? Nhập vô người họ bấy nhiêu thôi, sau đó qua thời gian thì nó giảm xuống còn 6-7 phần là còn khá, còn khá.
thì ý nghĩa là lỗi lầm lúc đó nó còn không cả nhà, còn nhiều không, còn nhiều không, lỗi người còn mắc dính mắc trong người đó còn nhiều không các anh chị, lỗi người dính mắc trong người đó còn nhiều không ạ? Còn nhiều chứ sao không còn được, còn nhiều tại vì tha thứ mà, tha thứ nó còn nhiều. Nhưng mà họ nói tôi tha thứ cho bạn đó, tôi tha thứ cho bạn rồi, tôi tha thứ rồi, tôi tha thứ rồi, nhưng mà chỉ cần một lặp lại một lần nữa lỗi nữa thì sao các anh chị, lặp lại một lần lỗi nữa thì sao ạ? À? Bùng phát, bùng lên lại, thì người có đức tính tha thứ là các anh chị có thể hình dung như vậy. Rồi, người có đức tính vị tha, vị tha theo nghĩa đơn thuần á là nghĩ cho người, nhưng mà đối với đức tính của con người vị tha mà xét về cái góc nhìn về về lỗi người á, chứ không có nói về cuộc sống bên ngoài, người vị kỷ vị tha vì mình và vì người gì đó, thì cái vị tha xét về đức tính vị tha của con người đối với cuộc sống á, thì đối với lỗi của con người thì vị tha đỡ hơn là lỗi người 10 phần bằng cách nào đó không biết, cái tự nhiên cái nó giảm xuống còn 6-7 phần à, nó dập vào người còn 6-7 phần thôi, rồi qua thời gian còn lại 4-5 phần, thì người có vị tha thì ngon hơn so với tha thứ một chút, phải lặp lại nhiều lần lỗi của người thì người có đức tính vị tha mới bùng phát lại cái lỗi người trong mình bùng phát, còn nên nên là nó giảm giảm hơn dưới trung bình sau thời gian, tưởng rằng nó mất tiêu nhưng mà bản chất nó cũng còn nếu lặp lại nhiều lần lỗi người. Các anh chị nắm ý Toàn vừa chia sẻ được không ạ? À? Rồi, người có đức tính khoan dung thì lỗi người 10 phần không biết làm sao mà giảng lược lại còn có vào người có 4-5 phần à, qua thời gian thì lỗi người còn có 1-2 phần, có những lỗi người không còn luôn, thì được gọi là người có đức tính, có đức tính khoan dung. Vị tha không có nhu nhược, vị tha với đa động nhất với nhu nhược không có được, cái đó nó khác nhau, nhu nhược của con người khái niệm nó khác, còn khoan dung là lỗi người 10 phần nhập vào người 4-5 phần thôi, hầu như dưới trung bình, qua thời gian giảm xuống còn 1-2 phần à, có những lỗi là không có luôn, mất luôn, đó là người có đức tính khoan dung. Khoan dung là ngon chưa các anh chị? Khoan dung là ngon không? Vậy thì bao dung là sao ạ? À? Lỗi người 10 phần thì cái người đó không có dính mắc vào lỗi người luôn và không có bất kỳ cái gì nhập vào người hết. Được không? Không nhập vào người. Không nhập vào người, lỗi người 10 phần không có nhập vô luôn, bao dung có dẫn đến dung túng không thầy ạ? À? Khác nhau nha, cái dung túng á là mình thấy lỗi người nhưng mà nội tâm của mình lấp nó đi, mình lấp liếm nó đi, mình không muốn đón nhận đó, mình phủ nó đi, nhưng mà bao dung thì không có dính mắc lỗi người vào. Nó khác nhau ở điểm là một người không có nhân và một người nhân cứ tái đi tái lại nhiều lần, dung túng sẽ tạo ra con người
rất tệ, nhưng bao dung thì sẽ cho con người trưởng thành, cho con người tự giác hướng đến sự tốt đẹp. Các anh chị hiểu được khái niệm dung túng không nè? Về nhân quả nè, mình xét về yếu tố nhân quả thì khi một người nào đó thấy lỗi người, sau đó nhập vào mình, nhưng mà mình lấp liếm nó đi, mình không có muốn thừa nhận đó là cái đó là lỗi, được không? Thấy lỗi đó nhưng không muốn thừa nhận đó là lỗi. Sau đó lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm vậy đó, đều thấy là đều là lỗi người nhưng không thừa nhận. Còn cái người bao dung không có thấy lỗi người nên về nhân á là nó không có, thì quả nó sẽ ở bên ngoài, nó sẽ không tiếp tục cái quả đó. Nên người bao dung, cái kết quả của người bao dung là ai sống gần người bao dung thì sẽ tự giác hướng đến sự tốt đẹp. Còn ai sống với người dung túng thì hành vi của họ cứ tiếp tục làm điều sai tiếp. Tại vì nhân quả thì người đó vẫn lưu giữ cái hình đó, nên trong nhân có thì quả ngoài vẫn họ vẫn thấy điều sai đó, nên khác nhau hoàn toàn, được không ạ? Các anh chị nắm ý toàn vừa chia sẻ ha. Vậy thì bao dung á là mình không có dính mắc vô lỗi người, có nhận thức rằng đó là lỗi người nhưng không bị dính mắc vào nội tâm của con người, là đặc biệt là tánh á. Bao dung nằm ở tánh con người, mình phân tích phân biệt thì nó mới ra cái đúng sai, thật giả tốt xấu nên không nên. Còn nếu mà chúng ta không phân tích phân biệt, tham tưởng của con người nó được dừng lại phù hợp thì nó sẽ có sự bao dung. Vậy nếu một người chồng lặp đi lặp lại việc có người khác thì đó là người vợ dung túng phải không thầy ạ? À? Không lý giải được vậy. Mình không có lý giải một cái đức tính để đại diện cho con người làm gì. Nhưng nếu một ai đó đối diện với một điều gì đó mà lặp đi lặp lại cái quả đó, có nghĩa là nhân của họ còn. Vậy thì xét về ba khía cạnh, ba cái hệ quy chiếu chuẩn, thì thứ nhất họ vẫn còn chứa hình chồng của người chồng của mình tái đi tái lại cái việc làm đó. Thứ hai, họ chưa gõ cái khái chưa chứa cái khái niệm nguồn có lợi về trong mối quan hệ con người với con người trong hôn nhân. Cái thứ ba là trạng thái nội tâm của người đó nhắc đến chồng còn trạng thái theo chiều hướng âm, thì nên người đó vẫn còn nhận cái quả mà nhân của họ đã có, chứ không thể lý giải sự dung túng hay tới đức tính gì đại diện cho đời sống còn con người được, mà chỉ có lý giải được cội nguồn nhân gì mà ra quả đó, chứ không thể lý giải cái duyên chứng giữa được. Mình không có nói ví dụ như nhân cách phẩm chất hay gì đó của con người nó là một phần nào đó là tạo nên thôi, còn cái nhân bên trong là mình phải hiểu. Các anh chị nắm không? Nên Mai Trịnh có nói vậy, nếu một người chồng lặp đi lặp lại việc có người khác thì người vợ đó là dung túng phải không thầy? Thì không phải như vậy, không lý giải được như vậy. Lý giải điều gì thì mình thiếu cơ sở, mình không có lý giải từ gốc rễ, được hen, được nghe. Rồi các anh chị ghi giúp Toàn, chúng ta ghi về bao dung ha. Các anh chị ghi ha, bao dung. Bao dung là trạng thái nội tâm. Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Bao dung là trạng thái nội tâm bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí
do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Chấm. Bao dung là trạng thái nội tâm mà khi đó tham và tưởng được dừng lại. Bao dung là trạng thái nội tâm mà khi đó tham và tưởng được dừng lại. Bao dung là trạng thái nội tâm mà khi đó tánh tham và tánh tưởng được dừng lại. Chấm. Bao dung là tôn trọng, phải thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình. Bao dung là tôn trọng, phải thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình. Bao dung là tôn trọng, phải thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục tập quán, quan niệm sống, niềm tin và tôn giáo. Chủng tộc và cách thức hành động. Chủng tộc và cách thức hành động. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Trong một sự giới hạn nhất định. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành. Trong một sự giới hạn nhất định. Để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Để hướng họ tự giác hướng đến sự tốt đẹp. Vậy thì ở gốc vật chất của bao dung á thì nó có một chút xíu, có một cái giới hạn của bao dung một chút, nhưng mà xoay quanh ba thuật ngữ thôi. Vậy người khác mà cấm sừng mình mà mình vẫn bao dung nhưng họ vẫn làm thì sao thầy? Vậy thì không phải bao dung. Mà mình đã thấy chữ cấm sừng rồi, có nghĩa là mình đã thấy lỗi người rồi, sao bao dung được nữa. Bây giờ chỉ có chuyển qua an vui và trân trọng biết ơn bài học sau điều đó thôi. Chưa đã dính mắc rồi, đã dùng cái từ đó rồi thì có nghĩa là đã xong rồi, không còn bao dung được rồi. Chỉ còn chuyển qua an vui hoặc là trân trọng biết ơn bài học thôi. Vậy thì đối với vật chất, đối với vật chất của bao dung chính là gì ạ? À? Tôn trọng, thấu hiểu, và chấp nhận.
Đối với vật chất của bao dung thì có ba cái này: tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận. Vật chất của bao dung thì tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận. Ở đây có hỏi mình có thể vừa bao dung cho họ vừa đồng thời rời đi không thầy, hay bao dung phải nhất thiết ở bên cạnh họ? Mình tùy mình à. Nhưng mà mình bị vấn đề quan trọng là nằm ở cái chuyện có dính mắc với mình hay không á. Còn có một số nghiệp quả nó tương đối, nghiệp duyên tương đối sâu dày, thì các anh chị không bao dung được cho người thì các anh chị chọn giải pháp rời đi để đừng đối diện nữa, nhưng đó là giải pháp tạm thời. Các anh chị muốn cái gì trong mối quan hệ xã hội đó thì chúng ta mới bao dung chứ, các anh chị muốn kết nối chứ. Con của mình rồi mình sao mình rời đi, cha mẹ của mình không lẽ giờ cứ ai làm gì đó cái mình cách xa. Thì bước đầu tiên các anh chị có thể làm hành vi như vậy, nhưng nếu dần 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 các anh chị thấu hiểu được nội tâm rồi thì các anh chị hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng mà đối với vật chất của bao dung, các anh chị chấp nhận được không chấp nhận được thì thôi, chứ có gì đâu, trong khuôn khổ đó thôi. Các anh chị trao cho một cái khuôn khổ nào đó thì vượt cái khuôn khổ đó thì tôi không bao dung được thì kết thúc. Được không? Các anh chị phải xử lý cái nhân quả trong nội tâm của chúng ta. Nếu các anh chị vẫn còn cái nhân đó thì quả bên ngoài vẫn còn. Cho nên các anh chị nói rời đi mà người còn bám hoài, cái đó là do các anh chị không xử lý được sâu nhân quả bên trong của mình thôi. Mình chấp nhận, mình biết như vậy để mình chấp nhận, chứ mình đừng có cảm thấy oán trách người gì trơn. Mình bao dung họ nhưng họ vẫn bám theo mình à, thì sao bao dung được? Cái đó họ gọi bao dung được, đã dính vào lỗi người sao bao dung được? Các anh chị nãy giờ không có phân biệt được bao dung với các anh chị giả bộ tha thứ hay là khoan dung hả? Đã nói bao dung rồi thì nói sao à? Đã bao dung thì sao cả nhà? Đã bao dung rồi thì sao à? Thì đâu có dính vào lỗi người thì không có lỗi, tại sao nó còn bám là sao, ý sao? Còn bám có nghĩa là mình đã thấy lỗi người vậy, được không? Thôi các anh chị thấy khó quá thì học vui chơi giải trí thôi rồi nghỉ cái bao dung á, các anh chị bỏ qua một bên nghỉ làm nó thôi, chứ nó là phải vậy đó. Còn nếu các anh chị cảm thấy các anh chị đồng nghĩa đồng hóa cái khái niệm đó thì thôi học để dành thôi, không bao dung được thì thôi chuyển ngoan vui cho nó lành ha. Nó chứ ngồi đó mà tối ngày thấy lỗi 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 thì không, thôi phải là bao dung, mà không phải bao dung thì đừng có mơ người ta thay đổi. Đối với mối quan hệ con người với con người, các anh chị muốn họ tự giác hướng đến sự tốt đẹp thì chỉ có thể có nguồn năng lượng bao dung mới làm được. Mà con của chúng ta nó cần trưởng thành, cần tự giác hướng đến sự tốt đẹp, nên các anh chị được quyền không bao dung cho ai đó, nhưng mà phải bao dung cho con cái của mình, đặc biệt là bao dung cho chính mình, để vì mình cần trưởng thành, đừng có thấy lỗi của mình, cứ sống bao dung cho mình trước, bao dung cho người thì từ 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 từ. Còn nhìn thấy lỗi người rồi thì đừng có nói với Toàn nữa, không có bao dung được nữa đâu, thì đừng có nói mà sao mà bao dung người ta vẫn làm sai lầm gì, không có khái niệm đó.
Được không? Tới đây nắm tới đây không? Ha. Còn các anh chị kiên nhẫn chút xíu, đừng nói nhiều quá. Học tới sau khi họ gõ là có luôn bao dung. Còn môi qua mấy cái lỗi hoài hỏi là hồi hết bao dung luôn á. Được không? Nên là đây là một số cái trạng thái nội tâm, nó là năng lượng của trí tuệ mà, đâu phải ai cũng muốn làm là làm được. Đó là lý do tại sao đời người cứ đau khổ suốt cuộc đời này. Tại vì hàng ngày thiếu sự an vui, đối với người thì lại dính mắc. Đối với sự vật sự việc con người thì lại quán trách. Nên đời người mà muốn khỏe hay sao khỏe được? Phải có nguồn năng lượng an vui, bao dung, trân trọng, biết ơn, thì đã từ đó đời người mới đổi. Được không? Được ha. Rồi tiếp nào. Bao dung cái góc nhìn của năng lượng. Bao dung góc lượng của năng lượng. Bao dung góc lượng của thông tin. Chắc hồi cô Nga cổ vào cho các anh chị học về phòng thí đi, bố thí lòng bao dung đi, toàn nghĩ chắc ngon á, đang học bao dung mà chuyển qua ngôn thí kỳ quá, phải không? Các cô Nga vào hỗ trợ cho các anh chị học phòng thí nha. Họ có người thứ ba, giờ mình cũng không quan tâm đến vấn đề đó như trước nữa, như vậy có phải là bao dung không thầy ạ? À? Không biết cái đó bao dung gì nữa, dính mắc rồi sao bao dung được nữa. Đã bao dung không được, các anh chị chuyển qua an vui giúp toàn đi, trân trọng biết ơn đi. Tọa thí chưa tới ngày tọa thí đâu, các anh chị học tới tới à... tới tới nữa mới tọa thí. Ừ, tọa thí chưa tới đâu. Rồi các anh chị đọc lại cái định nghĩa lúc nãy, ai nguồn năng lượng nằm ở đâu? Tánh tham và tánh tưởng dừng lại, tham và tưởng dừng lại. Tham và tưởng dừng lại. Ai đã từng vướng mắc vào học tập của con không? Cả nhà. Có ai đã từng dính mắc vào học tập của con không? Có ai đã từng bị dính mắc vào học tập của con cái mình đó? Vậy thì khi mình dính mắc học tập của con, khi điểm số của con hoặc là con chưa có, mình tham tưởng về tài á, tham tưởng về tài năng, tham tưởng về danh là con học giỏi thì mới được. Tham tưởng về về tài và danh đi, cái sau đó thì con nó điểm số nó kém thì có phải mình bị vướng mắc không? Vậy thì các anh chị có muốn biết sự bao dung là gì không? Đó là mình dừng lại tham tưởng đó thì bao dung. Hết. Vậy xong rồi đó. Dừng lại tham tưởng, đừng tham tưởng đó là bao dung.
Thế là thả lơ luôn hả thầy? Không, không thả lơ, mình không có thả lơ, mình không có bị dính mắc vào cái học tập của con, nhưng mình không phải không định hướng con hướng đến điều tốt đẹp. Mình khác khác nhau nha. Các anh chị xác nhận cho Toàn một cái nhận thức giúp Toàn ha. Đó là việc một con người leo lên đỉnh núi bắt nguồn từ vực thẳm, với một con người leo lên đỉnh núi bắt nguồn từ đồng bằng, thì ai sẽ leo lên đỉnh núi đơn giản hơn? Cả nhà. Toàn hỏi các anh chị ha. Nếu mà một người leo lên đỉnh núi bắt nguồn từ bắt đầu từ vực thẳm, với một người leo lên đỉnh núi bắt đầu từ đồng bằng, thì xác nhận lại nhận thức giúp Toàn nghe. Còn biết các anh chị biết đó, nhưng tại Toàn muốn xác nhận lại. Thì theo các anh chị thì vực thẳm đơn giản hơn hay là đồng bằng đơn giản hơn? Đồng bằng, được chưa? Vậy thì một người nè thấy lỗi lầm của ngu người, sau đó định hướng tới một sự tốt đẹp, với một người không, con người không có lỗi lầm gì hết trơn á, sau đó hướng tới sự tốt đẹp, thì cái trạng thái nội tâm của con người nào đối diện á với cái người nào sẽ làm đơn giản hơn? Vậy thì khi chúng ta dừng lại tham tưởng đối với con thì mình dừng lại, chứ mình đâu phải dừng hoài được, lúc nào mình cũng có dừng tham tưởng mà. Chúng ta cho chúng ta quá tham tưởng về điều mà đứa trẻ đó nó có, nó hướng đến, nên khi dừng tham tưởng đó đó, các anh chị bị dính mắc. Nếu chúng ta cứ tham tưởng mãi mà không như mong muốn thì nó bị dính mắc, nên chúng ta dừng lại tham tưởng. Thì khi dừng lại tham tưởng thì trạng thái nội tâm có tương đối cân bằng, sau đó tới khi nhắc đến cái điều đó các anh chị định hướng lại thôi. Vậy thì tại đây các anh chị phải dùng được trí tuệ bật máy à, trí tuệ bật máy, trí tuệ bật máy thì làm được bậc 2. Nếu các anh chị đưa lên trí tuệ bậc 3 là con mình không là ai, có tiềm năng trở thành bất kỳ ai, thì chúng ta khởi xướng lại bao dung con người á, là dùng nhận thức bậc 2 để bao dung. Còn nếu mà tới bậc viết bậc 3 thì lên tới tánh không rồi, thì cái đó quá ngon rồi. Còn bậc 2 hay là cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ từ tôi, ngay tức khắc là chúng ta dừng lại tham tưởng liền, được không cả nhà? Cả nhà hiểu này không? Vậy thì khi con người dừng lại tham tưởng thì có một số người hỏi Toàn sao dừng lượt tham tưởng, thì mình dừng thôi chứ sao. Toàn hỏi các anh chị, lúc các anh chị đi đi đang đi á, cái các anh chị dừng lại, các anh chị làm sao để dừng? Lúc chúng ta đang đi á, các anh chị dừng lại thì các anh chị làm sao để dừng? Thì dừng thôi, thì chúng ta khởi tham tưởng thì chúng ta dừng thôi. Con số người hỏi Toàn là làm sao để dừng, làm sao để dừng thì dừng thôi. Hỏi làm sao để buông, ví dụ như mình đang cầm này, làm sao để buông thì buông thôi chứ giờ làm sao. Nên những cái này nó rất là đơn giản trong nội tâm của mình, nếu mình nhận dạng được nó thì mình dừng, rồi mình nhận dạng được nó thì mình buông, được không? Còn nếu nói làm sao để dừng thì tới suy nghĩ làm sao để dừng thì làm sao ấy, dừng thì dừng thôi. Hiểu được trạng thái này không? Các anh chị, ví dụ như mình thấy mình sân si nè, bây giờ tự nhiên cái mình không thỏa mãn tham tưởng của mình. Các anh chị có biết tại sao người phụ nữ rất đơn giản để hàng ngày gương mặt cao có khó khăn, còn người đàn ông cực kỳ đơn giản hàng ngày đi tới công việc bị đau khổ,
Bởi vì tất cả những tham tưởng về công việc, tham tưởng về cuộc sống, tham tưởng về chồng, tham tưởng về con, tham tưởng về nhân viên, là cả nam và nữ nha, thì khi mà sự tham tưởng nó diễn ra thì làm sao có vui vẻ được. Bởi vì khi đó mọi tham tưởng của chúng ta về người mà người không thực hiện được thì có phải tâm trạng của chúng ta, tâm thái của chúng ta lệ thuộc vào người không? Các anh chị có để ý là hoàn toàn những cái gì chúng ta đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta đang bị con người khống chế không? Có ai để ý là bị người khống chế không? Sắc mặt của chồng, sắc mặt của vợ, sắc mặt của con, sắc mặt của những người quan trọng trong cuộc sống này nó quyết định sắc mặt của mình. Có để ý ra cái này không cả nhà? Ồ, vô công ty thì sắc mặt của ông sếp làm cho mình đại diện cho sắc mặt của mình vui cỡ nào ở nhà, vô công ty cũng không vui được nếu ông sếp không buồn. Mình vui cỡ nào ở danh công ty thì về nhà cũng không có thể nào vui vẻ được, bởi vì ở nhà bà vợ bà buồn. Thì các anh chị thấy sao? Ừ. Vậy thì làm sao? Mình bao dung cho con người thì dần dần nó sẽ không có còn cái này nữa. Còn nãy giờ có anh chị nào đó có tên là cái huy hiệu á, tại toàn làm biếng trả lời các anh chị á, tại anh chị tên không rõ ràng, có cái huy hiệu vô thôi nên các anh chị hỏi hoài toàn cũng không trả lời nữa. Mình xưng tên ca là ai cái hỏi toàn trả lời, chưa có cái huy hiệu không, không có ghi tên gì trơn vô đây sao trả lời. Toàn có biết trả lời làm sao với ai đâu. Nè, con huy hiệu gì nè. À. Rồi chuyển qua tên chi rồi đó. Được đó, trả lời. Không bao dung mà chuyển qua an vui thì làm sao để đảm bảo không còn nhân quả? Đã là an vui thì nhân quả nó đã kết thúc rồi, mình đã nhận nó không hồi tố rồi. Nên hôm trước có học rồi á, hôm trước cái công thức thoát khỏi vấn nạn phải hôm qua có học mới biết được cái này. Hôm qua chị Chi đó có học không, có học công thức này không? Nếu Ngọc thì nghe ghi âm lại, nói xong hết hôm qua lúc chỗ ăn vui xử lý xong nè. Ừ. Rồi, đối với năng lượng của bao dung là dừng dừng lại tham tưởng. Có ai đã từng ứng dụng tự nhiên cái mình thấy mình sân si giận dữ lên nè, có ai hàng ngày tự nhiên cái mình giận với chồng giận với con vô cớ không, ngay cả có cớ cũng giận dữ? Có ai giận với vợ giận với nhân viên vô cớ không? Có, phải biết là do đâu vậy cả nhà, phải biết do đâu mà mình giận dữ vậy? Do mình tham tưởng mà mình giận dữ, ngay tức khắc mình dừng lại cái tham tưởng đó, không còn giận dữ nữa. Thì mình thể hiện sự bao dung, sau đó hàng ngày trong cuộc sống mình tôn trọng, thấu hiểu và chấp nhận trong một khuôn khổ nào đó các anh chị đặt ra. Cứ đặt ra một khuôn khổ đại đi, rồi cái vòng đó, cái khuôn khổ đó từ từ mở rộng, đặc biệt sự tôn trọng nè. Đối với sự tôn trọng người á, mình chú ý một chút xíu. Mình hỏi anh ta. Chứ thực chất mình cũng không biết làm gì để cho anh tôn trọng. Mình hỏi anh ta có làm gì mà tổn hại đến sự tôn trọng của họ không? Cái con số người nói là trong cự lộn á, vợ chồng cự lộn anh đừng có lôi mẹ lôi cha ra nói chuyện thì sẽ là tôn trọng em, có nghĩa là đừng lôi cái đó ra, lôi đó ra là thiếu tôn trọng. Rồi mình muốn xử lý cái sự tôn trọng của người á, mình làm gì mà người ta đều thấy mình tôn trọng người ta?
thì các anh chị sẽ xử lý nội tâm của mình, ai làm cái gì thì cũng sao, mình cũng thấy thế là người ta tôn trọng mình hết á, không có bị dính mắc ở cái sự không tôn trọng. Thì sau này các anh chị làm gì, các anh chị không bị dính mắc ở sự tôn trọng này. Còn các anh chị xử lý nhân quả nè, đó là các anh chị làm gì thì các anh chị thấu hiểu người, có nghĩa là đứng nhiều góc nhìn, đừng vội phán xét người ta khi người ta làm điều gì đó, rồi lại chấp nhận trong một khuôn khổ nào đó. Thì tự nhiên trong một thời gian các anh chị quản trị nhân quả này thì tự khắc á là các anh chị sẽ thấy những cái xung quanh từ 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 nó rất là môi trường xung quanh nó rất là thuận lợi, nó thoải mái lắm. Từ từ các anh chị làm lớn được cái sự bao dung con người của mình. Nếu đứng góc độ vật chất hóa của bao dung được không? Được ha. Còn đối với thông tin của bao dung là mình không dính mắc. Cụ thể người bao dung cho con người là người không bị dính mắc bởi các hành vi của người khác. Nghe lời đoạn tôn trọng hả? À? Tôn trọng thì đơn giản. Có ai hàng ngày á, theo các anh chị thì một người nghèo khó với một người giàu có thì ai sẽ đòi hỏi người ta tôn trọng mình hơn các anh chị? Một người nghèo khổ á với một cái người giàu có thì theo các anh chị ai sẽ đòi hỏi người khác cần phải tôn trọng mình? Các anh chị nói người giàu hả? Không đâu, người giàu không cần người ta tôn trọng đâu, cái người nghèo mới cần người ta tôn trọng. Toàn lấy ví dụ gì thôi nè, có hai người mặc đồ rất là đơn giản đi vào một cái shop mua quần áo, nhờ một người siêu giàu, một người rất giàu có và một người nghèo bước vào một shop mua quần áo, thì theo các anh chị á, khi nhân viên đối xử thiếu sự tôn trọng cả hai người thì ai dễ bị tổn thương nhiều hơn? Ai bị tổn thương nhiều hơn khi mà nhân viên đối xử kém với họ? Người nghèo. Vậy tại sao người nghèo mà tôi bị tổn thương nhiều hơn? Bởi vì họ cảm giác thiếu sự tôn trọng họ. Nhưng mà người giàu sau khi bị đối xử như vậy họ sẽ nói một câu, đó là lý do mà em làm nhân viên ở đây đó, thôi anh qua shop kế bên anh mua hết cái shop. Tại vì họ thấy có gì đâu, vị thế của vậy mình đứng vị trí đó rồi có gì đâu mà tổn thương được không? Nên là cái người nghèo về bối cảnh đó nghe thì rất là dễ bị tổn thương. Vậy thì tương tự như vậy, một người thiếu tình yêu thương bên trong á mới mưu cầu người khác yêu thương mình. Còn nếu một người có tình yêu thương bên trong á thì họ luôn thấy những người xung quanh đều yêu thương họ. Các anh chị có đồng thuận với toàn này không? Có nghĩa là một người mưu cầu người khác yêu thương, quan tâm, chăm sóc mình chẳng qua là bên trong họ thiếu. Các anh chị cứ hình dung nè, các anh chị bên trong có khí, các anh chị cảm nhận được khí ở bên gió bên ngoài. Bên trong có nhiệt, các anh chị cảm nhận được nhiệt bên ngoài. Thì tần số rung động bên trong á, bên trong mình có gì thì ở ngoài dễ cảm thụ cái đó. Vậy thì nếu mình có sự yêu thương bên trong, yêu thương con người thì tự khắc hành vi của ai mình cũng thấy họ đang yêu thương mình. Còn mình thiếu cái đó thì hành vi của ai mình cũng cảm thấy sao ạ? À? Họ không yêu thương mình chăng? Được không? Vậy thì con người cái mưu cầu người khác tôn trọng mình bên ngoài thì có nghĩa là họ xíu sự tôn trọng bên trong. Có nghĩa là làm điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự tôn trọng. Vậy thì mình xóa đi á, không ai làm bất kỳ điều gì mà ảnh hưởng đến sự tôn trọng của mình trơn. Tại vì làm gì mình cũng thấy tôn trọng mình trơn. Không có khái niệm không tôn trọng trong tâm trí của mình luôn. Thì từ đó trở đi mình đi làm gì thì mình cũng không lo gì nhân quả đó. Hiểu cái này không? Cả nhà.
Vậy thầy ơi, hai bạn nhỏ nhà em luôn hỏi mẹ yêu con nhé, có phải là thiếu tình yêu không thầy ạ? À? Nếu dạy cho con chăm sóc, quan tâm, yêu thương người khác thì con sẽ kết thúc cái đó từ từ. Được ha. Hiểu cái này ha. Vậy thì các anh chị, người xứng đáng để chúng ta bao dung nhất là ai cả nhà? Người xứng đáng để chúng ta bao dung nhất là ai? Là bản thân mình. Tại vì mình cần phải hướng đến sự tốt đẹp, đến phước báo cho toàn á, là toàn có cái đó ngay từ nhỏ. An Lê có hỏi thầy ơi, chồng em rất nóng tính, mỗi lần vợ con mắc lỗi gì thì chửi mày tao, chửi bậy, rất cáu giận, mình phải làm sao ạ? À? Sao không biết làm sao, toàn có là vợ đâu mà với con đâu mà hiểu cái đó, trong tình huống đó đâu, nên là tự học tập tới đây tự giải quyết đi, học công thức cội nguồn cuộc sống cho An Lê. An Lê học công thức cội nguồn cuộc sống chưa? An Lê. Dạ rồi mà không biết mình đang tạo ra người chồng đó hả? Làm lớn những điểm tốt của ông lên đi, xóa hình đó đi. Còn thấy cái đó là sao được? Nghi vấn đó là nghi vấn theo chiều hướng tiêu cực rồi. Ừ. Nghe lại ghi âm mấy bài trước đi, nếu học rồi thì ngày đó có thể ngủ hay sao, nghe lại đi chứ ngày đó nói chuyện tốt lắm mà. Ừ. Các anh chị hiểu tới đây ha, nắm tới đây ha, các anh chị nhắm mắt lại cho các anh chị mở ra, các anh chị nhìn vô đồng hồ 8:30 rồi. Các anh chị thấy ngon không? Thần sẽ mời cô Bích Nga hỗ trợ cho chúng ta thêm về bố thí, về phòng thí, bố thí lòng bao dung thì lợi ích kiểu sao? Chắc vô, chắc nhờ cổ. Nga em có mặt đây chưa cưng? Giờ tay anh chuyển câu hot cho em. Dạ. Dạ rất là biết ơn thầy đã tạo bối cảnh và cho Bích Nga cơ hội được giao lưu chia sẻ với tất cả các anh chị ngày hôm nay, và biết ơn sự hiện diện của các anh chị trong lộ trình lần này. Biết ơn các anh chị đã đồng hành cùng với tổ chức Bích đến thời điểm hiện tại, và rất là biết ơn các anh chị đã đồng hành cùng với tổ chức Bích trong lộ trình lần này. Thì ngày hôm nay là thầy giao lưu cùng với chúng ta chủ đề đó là tâm thái bao dung, đúng không cả nhà? Thì chúng ta sẽ tiếp nối nội dung này ha cả nhà. Dạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đã được thầy làm rõ về tâm thái bao dung, thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu như thế nào là phòng thí nữa, là bố thí lòng bao dung. Dạ. Đức Nga xin phép được share màn hình ha cả nhà. Thầy đã giúp đỡ cho chúng ta làm rõ thông tin hóa bao dung, không dính mắc. Năng lượng hóa là tham tưởng dừng lại, và vật chất hóa là tôn trọng, thấu hiểu, chấp nhận. Bây giờ cả nhà giúp đỡ Bích Nga mình ghi cái định nghĩa vào nữa ha cả nhà. Dạ, thầy đã giúp đỡ mình làm rõ rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ ghi cái định nghĩa về bao dung nữa để mình nắm bắt khái niệm ha cả nhà. Dạ. Mình chưa có ghi khái niệm bao dung đúng không ạ? Khái niệm bao dung. Cả nhà giúp đỡ Bích Nga mình ghi vào khái niệm bao dung trước nha. Khái niệm bao dung mình ghi rồi đúng không ạ? Dạ. Mình có ghi hết khái niệm bao dung theo UNESCO và tổ chức quốc luôn rồi ạ. À. Dạ. Biết ơn cả nhà. Thì thông tin hóa bao dung đó là bao dung là trạng thái nội tâm không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài.
và năng lượng hóa bao dung. Đó là bao dung là trạng thái nội tâm mà khi đó tánh tham và tánh tưởng dừng lại. Và biểu hiện vật chất của bao dung thì chúng ta có định nghĩa của bao dung theo UNESCO thôi cả nhà. Thì khi mà chúng ta không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí dưới tác động của hoàn cảnh bên ngoài và chúng ta tham và tưởng dừng lại á, thì khi đó chúng ta sẽ có sự tôn trọng, thấu hiểu, chấp nhận, thì người ta thấy mình có tâm thái bao dung, người ta sẽ thấy mình có sự bao dung, được không ạ? Thì như thầy chia sẻ với cả nhà đó, thì tâm thái bao dung là một tâm thái vô cùng quan trọng, đúng không cả nhà? Tâm thái bao dung là một trong những tâm thái rất là quan trọng mà chúng ta cần phải có. Bởi vì theo như định nghĩa của UNESCO nè, cho chúng ta một cái định nghĩa về tâm thái bao dung rất là hay. Bích Nga xin phép đọc lại cho cả nhà mình ha. Bao dung là tôn trọng, thấu hiểu sự khác biệt của người khác đối với mình trong phong tục, tập quán, quan niệm sống, niềm tin và tôn giáo, chủng tộc và cách thức hành động. Chấp nhận cho người khác làm những chuyện mà bản thân mình không tán thành trong một sự giới hạn nhất định để hướng họ tự giác đến sự tốt đẹp. Vậy thì đối với tâm thái bao dung á cả nhà, khi mà chúng ta có tâm thái bao dung á, thì những người mà nhận được cái sự bao dung từ mình, họ sẽ tự giác hướng tới điều tốt đẹp. Tâm thái này rất là hay. Khi mà chúng ta như thầy vừa mới chia sẻ vừa rồi đó cả nhà, khi mà tâm thái bao dung nó khác với dung túng như thế nào? Dung túng á, có nghĩa là mình nhìn thấy lỗi người nhưng mình vờ như là không có lỗi. Thì bản chất khi mà mình đã thấy lỗi thì bên trong mình sao ạ? Mình đã bị dính hình rồi, thì cái lỗi người sẽ tái đi tái lại. Nhưng khi mà chúng ta thực sự có tâm thái bao dung á, thì chúng ta sẽ không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài. Và như lúc nãy thầy lấy ví dụ cho chúng ta đó, như lúc nãy chúng ta được nghe chia sẻ đó cả nhà, là lỗi người 10 phần sao ạ? Không nhập vào người. Vậy thì khi mà mình không nhập lỗi người vào mình nè, mình không dính mắc với bất kỳ điều gì diễn ra trong tâm trí do tác động của hoàn cảnh bên ngoài, thì mình đâu có bị huân tập những cái hình ảnh bất như ý, đúng không cả nhà? Thì sao ạ? Thì thế giới bên ngoài do bên trong chúng ta kiến tạo nên. Vậy thì bên trong mình không có cái nhân đó thì bên ngoài mình cũng đâu đâu có thấy cái kết quả đó nữa. Nên một người khi mà nhận được sự bao dung á, họ sẽ sao ạ? Tự giác hướng tới điều tốt đẹp, họ sẽ không tái lại cái hành vi đó nữa cả nhà. Đây là một tâm thái vô cùng đặc biệt luôn. Đây là một tâm thái rất là đặc biệt. Và Bích Nga quan sát và học tập trong tổ chức WIC là đến thời điểm hiện tại là cũng đã gần 4 năm ở cả nhà. Hơn 3 năm. Hơn 3 năm qua thì Bích Nga nhận ra rằng là trong cộng đồng của chúng ta, là nhờ chúng ta trong cộng đồng mình có cái tâm thái này mà các anh chị trong cộng đồng tự giác hướng tới điều tốt đẹp. Và đặc biệt á, là trong những chương trình sau những lộ trình học mentor cả nhà, thì Bích Nga cảm nhận được là bản thân của Bích Nga là nhận được cái tâm thái này từ thầy. Bao dung nó vừa là bao dung, nó ngoài là tâm thái thì nó còn là một bố thí nữa cả nhà. Nó còn là một bố thí nữa. Nó là bố thí sự trân trọng biết ơn, bố thí lòng bao dung đó, là một trong 7 bố thí quan trọng đời người là bố thí lòng bao dung. Thì Bích Nga cảm nhận được rằng là bản thân của mình nhận được cái bao dung, sự bao dung này từ thầy. Và rất là nhiều những anh chị, những thầy cô, master mentor khác cũng cảm nhận được điều đó. Bởi vì sao ạ? À? Khi mà đăng ký vào học mentor á, thì thực sự là mình có những cái bản cam kết là làm một số cái bài tập và tham gia một số cái lộ trình cùng với mentor, và mình đã ký cam kết rồi. Tuy nhiên là trong suốt lộ trình mình không có hoàn thành cái điều đó cả nhà. Một trong những cái bài tập mà thầy có ra cam kết khi mà bước vào lộ trình mentor đó là quay lại bài học tâm đắc ngộ ra sau mỗi buổi học và nộp những cái file tụ đắc. Thì vào thời điểm đó là thực sự là cũng mentor một thì nhiều khi cũng chưa có hiểu được cái dụng ý và tầm quan trọng của những cái bài tập này, nên là cũng chưa làm nghiêm túc. Cho nên là cam kết nhưng không thực hiện.
Nhưng mà Bích Nga quan sát rằng là thầy không có dính mắc vào những điều đó cả nhà. Thầy không hề dính mắc vào những cái lỗi đó. Và khi bản thân thầy không dính mắc, thầy dừng lại tham và tưởng, thì bản thân của các beta lại tự giác hướng tới điều tốt đẹp cả nhà. Tự giác hướng tới điều tốt đẹp. Và bây giờ các thầy cô mentor master mà vẫn còn gắn kết đến tổ chức đó, đến bây giờ Bích Nga nhìn thấy được sự định tâm của các thầy cô rất là lớn đối với tổ chức. Và các thầy cô có cái sự chuyển hóa rất lớn, có sự chuyển hóa rất lớn luôn cả nhà, là nhờ có cái nguồn năng lượng bao dung này, nguồn năng lượng bao dung đó cả nhà. Thì có một câu chuyện về bao dung mà trong bất kỳ một cái buổi chia sẻ về bao dung nào, bản thân của Bích Nga cũng như là các thầy cô cũng đều chia sẻ câu chuyện này. Thì bản thân của Bích Nga trong bất kỳ buổi chia sẻ nào mình cũng đều kể câu chuyện này á, thì Bích Nga xin phép được chia sẻ với cả nhà. Có một cô gái, thì cô gái này mắc một căn bệnh lạ. Thì cô có một điều rất là kỳ lạ là cái mỗi lần mà cô đi ngủ á, là cô đều mơ một cái giấc mơ. Thì trong giấc mơ thì cô nhìn thấy có một cái ngôi nhà rất là cũ kỹ, và bên trong căn nhà đó có rất là nhiều những cái tiếng la khóc thảm thiết, và những người trong căn nhà đó rất là muốn được thoát ra khỏi căn nhà. Thì cứ mỗi lần mà cô tỉnh lại á, thì bệnh tình của cô lại nặng hơn và không có cách nào để chữa trị được, dù là cô đã tìm gặp rất là nhiều những cái vị bác sĩ, y sĩ. Thì đến một ngày thì cô mới có cơ duyên được biết biết đến một người thầy. Thì cô mới tìm gặp người thầy đó và cô mới kể hết câu chuyện của mình, những cái biểu hiện của căn bệnh lạ của mình. Thì khi đó người thầy á, mới lắng nghe cô kể chuyện và quan sát cô từ đầu đến đuôi. Thì người thầy mới nói với cô rằng: "Con hãy mang cái chiếc chìa khóa vàng này về. Và khi mà con ngủ và gặp lại cái giấc mơ đó, thì con hãy dùng cái chiếc chìa khóa vàng này mở cửa và thả hết tất cả những người trong căn nhà đó ra, thì bệnh tình của con sẽ thuyên giảm." Thì người thầy mới chồng cái chiếc chìa khóa vàng vào trong đầu, vào trong cổ cô gái. Thì cô gái cũng không còn phương cách nào khác, thì cô cũng mang cái chiếc chìa khóa đó về. Và cô chờ để đến khi quay lại giấc mơ. Đến khi mà cô quay trở lại giấc mơ, thì cô vội chạy lại căn nhà, và cô vừa mới tra cái chìa khóa vào trong ổ khóa, cô sửa mở cánh cửa ra, thì cô mới nhìn vào trong khe cửa, và cô nhìn vào trong căn nhà, và cô giật mình nhận ra rằng những người trong căn nhà đó đều là những người đã từng mang lại những đau khổ cho cô. Trong đó có những người đồng nghiệp là hay hay gây khó dễ đối với cô, và còn có những người hàng xóm là ngày nào cũng chó ba chân này á, là lúc mà cô còn học tiểu học là ngày nào nó cũng lượt theo nó cắn cô. Thì khi mà cô vừa nhìn thấy những người trong căn nhà đó, cô mới rút cái chìa khóa lại và cô mới nói là gì: "Tại sao mình phải thả những người này ra?" Thế là cô quay lưng đi với một nụ cười trên môi. Thì khi mà cô tỉnh lại á, thì bệnh tình của cô ngày càng nặng hơn và cô đã tìm gặp lại cái người thầy. Cô mới kể lại cho người thầy nghe. Thì người thầy mới nói với cô rằng: "Lần sau khi mà quay trở lại giấc mơ á, con phải ngay lập tức thả hết tất cả những người trong ngôi nhà này ra. Nếu mà ngôi nhà này sập xuống thì bệnh tình của con sẽ bị đe dọa đến tính mạng." Thì khi đó là cô gái cũng hết cách rồi, cổ quay trở về. Và đến khi mà quay trở lại giấc mơ thì cổ mới thấy là ngôi nhà đang chuẩn bị sập xuống rồi. Cổ mới vội chạy lại, cổ lấy cái chìa khóa, cổ mở cửa thả hết tất cả những người trong căn phòng ra. Và tất cả mọi người đều chạy ra hết ra bên ngoài. Riêng chỉ có một cô gái rất là gầy gò, ốm yếu và còn đứng lại. Vẫn còn đứng lại bên cạnh cái vách tường, không thể nào mà đi ra ngoài nổi. Thì cô mới vội chạy vào trong ngôi nhà. Cô dắt tay kéo cô gái đó ra và cô nói là: "Chạy nhanh ra, ngôi nhà sắp sập rồi." Thì vừa mới kéo cô gái ra khỏi căn phòng, ra khỏi căn nhà, thì cũng là lúc căn nhà sập xuống và cô mới kịp nhìn kỹ gương mặt của cô gái mà mình vừa mới cứu. Thì cô nhận ra đó là chính mình.
Thì khi mà cô tỉnh lại á, thì bệnh tình của cô cũng ngày càng thuyên giảm. Thì khi đó cô mới quay trở lại gặp người thầy và cô kể lại câu chuyện này cho người thầy nghe. Thì cô cũng không biết nguyên nhân tại sao, thì cô mới kể lại cho người thầy. Thì người thầy mới nói với cô rằng thì trong cuộc sống á, là con đã liên tục lấy những cái lỗi lầm của người khác để tự dằn vặt chính mình, cho nên bệnh của con á, là đến từ tâm bệnh. Chỉ khi nào mình có sự tha thứ cho những người khác thì khi đó thì bản thân mình mới được cứu. Thì khi mà nghe chia sẻ câu chuyện này xong á cả nhà, là các thầy cô á, mới đúc kết lại một câu nói mà Bích Nga rất là tâm đắc luôn á. Đó là bao dung cho người khác là cách đơn giản nhất để tự cứu lấy tương lai của chính mình. Bao dung cho người khác là cách đơn giản nhất để tự cứu lấy tương lai của chính mình. Và người xứng đáng được bao dung nhất là chính mình. Bao dung cho người khác là cách đơn giản nhất để tự cứu lấy tương lai của chính mình. Và người xứng đáng được bao dung nhất là chính mình. Người xứng đáng được bao dung nhất là chính mình. Bao dung cho người khác là cách đơn giản nhất để cứu lấy tương lai của chính mình. Bên trong chúng ta có ngôi nhà cũ kỹ đó không cả nhà? Bên trong mình có ngôi nhà cũ kỹ đó không ạ? À? Mình có từng đem những lỗi lầm của người khác để tự dằn vặt chính mình không? Chúng ta có căn nhà đó không? Có không cả nhà? Thì khi mà chúng ta sao ạ? À? Chúng ta không bao dung được cho con người á, thì chẳng khác nào là mình đang tự lấy lỗi lầm của người khác để dằn vặt chính mình, đúng không? Trong khi lỗi đó đáng lẽ là người người đó là người ta làm hành vi đó, nhiều khi người ta cũng không biết cái hành vi đó là gây lại đau khổ cho mình nữa, nhưng mình lại bị dính mắc, thì chẳng khác nào là mình tự lấy lỗi lầm của người khác để dằn vặt chính mình, đúng không? Đúng không cả nhà? Và khi mà nghe câu chuyện này là Bích Nga giật mình luôn á, thực sự là câu chuyện này thực sự là Bích Nga khi mà được nghe các thầy cô chia sẻ lại mình giật mình luôn á cả nhà. Bản thân của mình trong cuộc sống cũng nhiều lần mình tự lấy sao à, lỗi lầm của người khác để dằn vặt chính mình. Vậy thì khi mà chúng ta bao dung được cho người khác á, thì đó chính là gì ạ? À? Tự cứu lấy tương lai của chính mình, đúng không cả nhà? Khi mình có sự bao dung cho người khác, khi mà mình bao dung được cho người khác thì sao ạ? À? Thì bản thân của mình cũng không bị dính những cái hình ảnh bất như ý, thì bên trong mình cũng không khuôn tập những cái hình ảnh ngược chiều mong muốn, đúng không? Được không? Vậy thì nó tốt cho mình chứ tốt cho ai nữa, đúng không? Được không cả nhà? Và thế giới bên ngoài là do bên trong mình kiến tạo nên. Chúng ta đã được học điều này rồi đúng không? Thế giới bên ngoài như thế nào là do bên trong mình kiến tạo nên. Được không? Vậy thì đối với con mình, chồng mình nè, mà dù bên ngoài người ta có nói gì đi chăng nữa về chồng mình, con mình, nếu mà chúng ta có sự bao dung được cho chồng mình, con mình thì sao cả nhà? Thì sao ạ? À? Và đặc biệt là người đàn ông á, theo như cao nhân chỉ điểm, thì người đàn ông rất cần có một người phụ nữ chứa đựng và một người thầy. Người đàn ông chỉ cần có một người phụ nữ và một người thầy thôi, thì người đó hoàn toàn có làm được, sẽ làm được rất là nhiều điều cho xã hội. Thì người phụ nữ đó sao ạ? À? Là một người chứa đựng và bao dung cho người đàn ông, và thêm một người thầy chứa đựng và dẫn dắt nữa, thì người đàn ông sẽ làm được rất là nhiều chuyện cho xã hội. Thì khi mà chúng ta có được cái tâm thái bao dung nè cả nhà, thì những người phụ nữ hoàn toàn có thể trở thành những người phụ nữ sao ạ? À? Vượng phu ích tử. Chúng ta hoàn toàn có thể trở thành những người phụ nữ vượng phu ích tử, giúp cho chồng mình thịnh vượng hơn, và sao ạ? À? Giúp cho con mình trưởng thành hơn, trưởng thành hơn khi mà chúng ta có được tâm thái này. Và người xứng đáng được bao dung nhất là chính mình cả nhà. Là chính mình. Cả nhà hình dung được điều này không ta? Người xứng đáng được bao dung nhất là chính mình. Bản thân của mình á, mà còn không biết bao dung cho mình nữa, thì làm sao mình biết cách bao dung cho người khác? Đúng không cả nhà? Thì người xứng đáng bao dung nhất là chính mình. Có bao giờ mà chúng ta sao ạ? À? Chúng ta đơn giản, chúng ta buông tham tưởng về người khác và chúng ta bao dung được cho người khác,
nhưng mà bản thân mình lại không bao dung được cho chính mình, có không cả nhà? Có không ạ? À? Bản thân của Bích Nga ngày xưa á cả nhà cũng bị dính mắc về chính mình rất nhiều. Thì ngày xưa khi mà Bích Nga vừa mới học thầy á, thì lúc đó là Bích Nga cũng mong muốn được thầy cố vấn để trở thành một chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Nhưng mà vào cái thời điểm đó, mặc dù là mình có mong muốn, nhưng mà bản thân của mình lại thấy mình có rất là nhiều những cái rào cản. Mình thấy là mình sao ạ? À? Lúc đó thấy mình cũng không có phải là một nhà, giống như là không phải là một diễn giả, cũng không có hay đi chia sẻ trước đám đông. Và bản thân của Bích Nga lúc đó là đã lui về, không có giao tiếp với xã hội suốt nhiều năm. Thì mình rất là tự ti vào cái khả năng giao tiếp của mình. Và lúc đó bên Nga cũng thấy mình không có năng lực gì hết. Và đặc biệt nhất á là mình bị dính mắc rất là nhiều về về ngoại hình của mình. Thì khi đó bên Nga mới lên gặp thầy. Và bên Nga mới than với thầy rằng á là: "Thầy ơi, sao em thấy em tự ti quá. Em thấy em không có đẹp thầy. Em thấy vai em bị lệch nè. Em thấy da em thì bị dị ứng. Bị dị ứng. Em thấy hình như mặt em nó cũng bị lệch." Thì Bích Nga mới than với thầy. Thì khi mà vừa mới chia sẻ với thầy xong á, thì thầy nói một câu mà Bích Nga giật mình luôn á cả nhà. Thì lúc đó là thầy nói là gì: "Em có biết á là cái thân này á là cái thân em mượn tạm khi em sống đời sống vật lý, mà em còn bày đặt em chê trách nó nữa, coi chừng nó lấy đi luôn cho em khỏi xài." Ôi là trời, lúc mà thầy nói câu đó xong Bích Nga giật mình luôn cả nhà. Mình thật sự là mới nhận ra là bản thân mình đã tham quá tưởng, tham và tưởng quá nhiều về chính mình, mà mình không thỏa mãn gì mình tham và tưởng thì sao ạ? À? Mình không bao dung được và mình đau khổ. Thì ngay lập tức khi mà được nhận được câu đó thì mình dừng được tham và tưởng về chính mình. Có phải là bản thân của Bích Nga khi đó bị dính mắc vào tham, vào cái tham cái tưởng về thân này không, về sắc thân? Mình có tham tưởng nhưng không thỏa mãn, được không cả nhà? Cho nên mình đau khổ. Nhưng ngay cái khoảnh khắc đó mình dừng được tham tưởng thì sao ạ? À? Mình sẽ có sự tôn trọng, thấu hiểu, chấp nhận, thì bao dung nó khởi tạo. Thì ngay cái giây phút đó cả nhà, thì trạng thái bao dung nó khởi tạo, và Bích Nga bao dung được cho chính mình. Mình bao dung được cho những khuyết điểm mình đang có, bao dung được cho những khuyết điểm mình đang có, và làm lớn những điều tốt đẹp mà bản thân mình đang có lên. Thì sau một thời gian cả nhà, cái sự mà bao dung cho chính mình á, nó lại tự giác hướng bản thân mình tới những điều tốt đẹp. Tự bản thân mình á, phải biết ăn uống làm sao để khỏe lên. Bản thân mình phải biết là học tập rèn luyện thể chất làm sao để cho nó khỏe lên. Thì qua thời gian á, là như cả nhà mình, ai mà chứng kiến sự trưởng thành của Bích Nga thì sẽ thấy là bản thân Bích Nga ngày hôm nay thay đổi rất là nhiều luôn. Thay đổi rất là nhiều luôn. Cả nhà hiểu ý này không ạ? Hiểu ý này không cả nhà? Vậy thì chỉ có đối với cơ thể này thôi đó mà mình bao dung được, mà nó còn chuyển hóa như vậy. Vậy thì nếu như mà chúng ta bao dung được cho một con người thì theo cả nhà thì người đó sẽ chuyển hóa như thế nào nữa cả nhà? Nếu mà chúng ta bao dung được cho người khác, khi mà chúng ta bao dung được cho người khác thì sao ạ? Chị Hương Ngô có hỏi: "Mình sợ quay lại cảm giác khi ở cùng họ trước kia, khi mình thấy họ không thay đổi thì có phải là chưa bao dung không ạ?" À? Câu này chắc là chị tự trả lời được đúng không chị Hương Ngô? Đúng không ạ? À? Mình sợ. Câu này chắc tự trả lời được đúng không? Khi mà mình có khái niệm nguồn của bao dung, mình tự trả lời được đúng không ạ? À? Thì bản thân theo khái niệm bao dung chúng ta nhận được là gì cả nhà? Thực ra chúng ta không thể nào mà thay đổi được quá khứ đúng không? Nhưng mà chúng ta được quyền thay đổi cái sự trải nghiệm của mình trong quá khứ. Khái niệm này chúng ta đã được học mà ở nguyên lý vận hành của tiềm thức đúng không ạ? Khái niệm thời gian. Cả nhà mình đã được học rồi mà đúng không? Nguyên lý vận hành của tiềm thức. Được không? Khi mà một sự việc đã diễn ra trong quá khứ, chúng ta thực sự là không thay đổi được quá khứ, nhưng mà chúng ta được quyền thay đổi cái trải nghiệm của mình trong quá khứ đúng không? Bởi vì bản chất thời gian là gì? Là thay đổi tần số rung động để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian. Vậy thì
Thời gian không còn là quá khứ, hiện tại hay tương lai nữa, mà chỉ là thay đổi tần số rung động để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian. Vậy thì cái sự việc đó trong quá khứ nó đã diễn ra. Được không? Mình không thể thay đổi sự việc trong quá khứ. Tuy nhiên, mình được quyền thay đổi gì ạ? À? Trạng thái rung động của mình khi mình đặt ý nghĩ lại về cái sự việc đó. Ngày xưa khi mà chúng ta đặt ý nghĩ về sự việc đó, thì đó là trạng thái gì? Ngay khi cái thời điểm quá khứ đó nó diễn ra, thì là trạng thái rung động điện từ nội tâm là âm, đúng không? Vậy thì cái quả hiện tại mình gặt đã là quả 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 bất như ý, được không cả nhà? Thì mình không có thay đổi được quá khứ, đúng không? Và nếu chúng ta hiểu thời gian theo cái góc nhìn thông thường là quá khứ, hiện tại, tương lai, thì mình thấy nó bế tắc rồi. Tại vì sao ạ? À? Nếu như mà chúng ta hiểu thời gian là quá khứ, hiện tại, tương lai, thì những gì đã diễn ra trong quá khứ, nhân mình đã gieo trong quá khứ, thì mình đã gặt quả hiện tại rồi, thì mình đâu có thay đổi được, đâu thay đổi được hiện tại, đúng không? Nhưng khi mà chúng ta có cái khái niệm thời gian mà cao nhân chỉ điểm cho mình á, thời gian là thay đổi tần số rung động để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian. Vậy thì cái thời điểm đó nè, mình đã trải qua cái sự việc này trong quá khứ, đây là hiện tại. Chúng ta quá khứ, chúng ta trải nghiệm với trạng thái rung động là trạng thái rung động điện từ nội tâm là âm. Được không? Trạng thái rung động điện từ nội tâm là âm. Vậy thì cái quả hiện tại chúng ta đã gặt là quả bất như ý. Là quả bất như ý. Vậy thì bây giờ mình đâu có thay đổi được quá khứ. Vậy thì nếu mình hiểu thời gian là quá khứ, hiện tại, tương lai thì mình đâu có thay đổi được kết quả hiện tại. Bởi vì sao ạ? À? Bởi vì kết quả hiện tại là nhân trong quá khứ mình đã gieo rồi. Nhân gieo nhân gì thì nó gặt quả đó rồi. Mình đâu thay đổi được. Nhưng mà nhờ có khái niệm thời gian cho chúng ta biết được rằng thời gian chỉ là sao ạ? À? Thay đổi tần số rung động để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian. Vậy thì khi mà chúng ta đặt ý quay trở lại thời điểm trong quá khứ nè, mình thay đổi tần số rung động sao ạ? À? Mình thay đổi tần số rung động theo chiều hướng là cân bằng, thì cái hạt mầm này nó sẽ ngưng ra hoa chỗ quả, được không? Nó ngưng ra hoa chỗ quả, đúng không ạ? À? Ngày xưa cái thời điểm quá khứ nó diễn ra, ví dụ như vào thời điểm quá khứ bệnh viện cho chúng ta một cái tờ bệnh án nói là bạn đã bị ung thư rồi, có phải là khoảnh khắc mà chúng ta nhận cái tờ bệnh án đó là chúng ta đã hung tập về sức khỏe của mình với trạng thái rung động điện từ nội tâm là âm không? Thì nó đã ra cái quả hiện tại về sức khỏe của mình là quả bất như ý chưa? Vậy thì chúng ta quay trở lại cái thời điểm đó, chúng ta đưa về trạng thái rung động điện từ nội tâm sao ạ? À? Cân bằng. Thì cái hạt mầm đó nó ngưng ra hoa chỗ quả. Được không? Nó ngưng cái đã. Chúng ta phải cắt nốt, cắt phân cho nó cái đã. Để nó ngưng ra hoa chỗ quả trước cái đã. Sau đó chúng ta còn phải thay đổi. Cái này là trạng thái rung động nha. Thay đổi trạng thái rung động sang chiều hướng là dương. Thì khi đó nó sẽ hung tập hạt mầm gì cả nhà? Hạt mầm là, có phải là nó sẽ hung tập hạt mầm như ý không? Nó sẽ thay đổi lại cái chỗ này là như ý. Thì chúng ta sẽ có quả như ý ở hiện tại. Chúng ta sẽ có quả như ý ở hiện tại. Cả nhà hiểu ý này không ạ? À? Hay nói cách khác là chúng ta sẽ gián tiếp thay nhân trong quá khứ và đổi quả hiện tại á. Vậy thì khi mà chúng ta có được tâm thái bao dung á, nó là một trạng thái rung động điện từ nội tâm hướng dương đó cả nhà. Tâm thái bao dung á, là một trạng thái rung động điện từ nội tâm hướng dương. An vui là trạng thái rung động điện từ nội tâm cân bằng. Sẽ giúp cho chúng ta sao ạ? À? Những cái hạt mầm bất nhí nó ngưng ra hoa chỗ quả, mình sẽ tan được những cái hình tiêu cực, đúng không? Chúng ta học rồi đúng không cả nhà? Còn chúng ta muốn nó kích cái quả như ý thì mình phải sao ạ? À? Mình phải thay đổi trạng thái rung động điện từ nội tâm theo chiều hướng dương. Mà tâm thái bao dung và tâm thái trân trọng biết ơn đó chính là tâm thái giúp cho trạng thái rung động điện từ nội tâm của chúng ta theo chiều hướng dương. Thì chúng ta sẽ hung tập được cái hạt mầm như ý và chúng ta có quả như ý ở hiện tại. Dạ.
Chị Châu Phan vẫn còn hỏi cái chỗ này đúng không? Em chia sẻ với chị luôn ha. Thì trong quá khứ nè, cái câu chuyện hồi nãy em chia sẻ đó là trong quá khứ chúng ta nhận cái tờ bệnh án về mình và mình đã huân tập với trạng thái rung động điện từ nội tâm về sức khỏe là âm. Vậy thì cái quả hiện tại sao ạ? À? Sức khỏe của chúng ta nó đang có bất ổn, nó đang gặp cái quả là bất nhĩ, được không? Vậy thì chúng ta thay đổi lại, chúng ta quay trở lại cái thời điểm trong quá khứ này nè, mình thay đổi trạng thái rung động điện từ nội tâm về cân bằng, mình thay đổi cái trạng thái rung động mình khi mình trải nghiệm cái sự việc đó. Mình không thay đổi được cái sự việc đó nhưng mình thay đổi được trạng thái rung động điện từ nội tâm của mình khi trải nghiệm cái sự việc đó, được không? Mình quay lại, mình đưa về trạng thái rung động điện từ nội tâm là cân bằng. Thì sao ạ? À? Cái cây bất nhĩ nó ngưng ra hoa trổ quả. Sau đó chúng ta đưa trạng thái rung động điện từ nội tâm hướng dương. Mình bao dung cho những khuyết điểm mà cơ thể này nó đang có. Mình trân trọng biết ơn, mình làm lớn những điều tốt đẹp mà chính mình đang có lên. Được không ạ? À? Cơ thể này nó vẫn còn đang có những cái điều tốt đẹp khác mình làm lớn lên. Thì nó là một trạng thái rung động điện từ tâm hướng dương. Và khi mà chúng ta có cái tâm thái bao dung cho chính mình như vậy á, thì tự giác bản thân mình sẽ hướng tới những cái điều tốt đẹp. Hướng tới những cái điều tốt đẹp. Và chúng ta sẽ sao ạ? À? Có được cái quả như ý hiện tại. Và câu chuyện này á, là trong cộng đồng của chúng ta có rất là nhiều cô chú á, đã có được cái quả này đó cả nhà. Một trong những người mà Bích Nga rất là kính trọng trong cộng đồng đó là chú Sinh á. Ở đây chúng ta có ai biết chú Sinh không ạ? À? Thì chú Sinh á là đã từng chia sẻ câu chuyện này trong bối cảnh lớp học của chúng ta, là ngày xưa chú cũng từng bị ung thư á cả nhà. Ngày xưa chú cũng từng bị bệnh ung thư á, thì tưởng chừng như là không có trị được nữa. Đó, thì có phải câu chuyện là mình đã huân tập về cái kết quả sức khỏe mình là trạng thái rung động điện từ nội tâm là âm không? Thì cái quả mình gặt là quả bất nhí đúng không? Thì lúc đó cơ duyên sau đó, thì sau một thời gian thì bắt đầu là không, chú không còn dính mắc vào cái bệnh mình nữa, bắt đầu nghĩ về cái bệnh của mình, thấy nó cũng biết nó vậy thôi, bắt đầu đón nhận nó. Đón nhận nó. Chúng ta từng thấy những trường hợp này không ạ? À? Có những người bị bệnh tưởng chừng như là không cứu được á, nhưng cuối cùng họ thôi, họ cũng không có kiểu như là cũng không có bị dính mắc vô nữa, kiểu như sao mà họ buông luôn đó, không bị dính mắc gì nữa hết. Thì tự nhiên qua thời gian sau họ lại không biết cách gì đó họ lại khỏi cái bệnh đó, có không, có trường hợp này không? Thì người ta đã vô tình người ta đưa về trạng thái này nhưng họ không gọi tên được, họ vô tình họ đưa về trạng thái rung động điện từ nội tâm cân bằng nhưng họ không gọi tên được. Sau đó sao ạ? À? Sau đó bắt đầu bao dung cho khuyết điểm mình đang có, được không? Biết nó vậy thôi, không dính mắc vào nó, bao dung cho chính mình, bao dung cho chính mình, ngừng tham tưởng về chính mình thì nó khởi tạo lên bao dung, được không? Đó, sau đó bắt đầu chú tự nhiên sao mà cơ duyên sao ạ? À? Nhân duyên con người đến hỗ trợ rồi giúp cho mọi mọi người, người ta giúp chú nhiều phương pháp khác nhau, cái chú ứng dụng cái qua thời gian là nó hết bệnh luôn, và đi qua lại Singapore là không còn nhìn thấy cái biểu hiện của cái căn bệnh đó nữa luôn. Rất là vi diệu đó cả nhà. Đó, cả nhà hiểu được ý này không? Thì hồi nãy có câu hỏi của chị Châu đó, em chia sẻ lại cái chỗ này. Đó, thì cái sự việc nó đã diễn ra trong quá khứ, mình không thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta được quyền thay đổi cái gì ạ? À? Cái trạng thái rung động của mình. Khi đặt ý nghĩ về quá khứ, mình sẽ thay đổi lại cái trạng thái của mình khi trải nghiệm lại cái sự việc đó. Thì chính thức chúng ta đã nhảy sang một dòng thời gian mới. Chúng ta sẽ nhảy sang một dòng thời gian mới. Thì sao ạ? À? Cái quả mới. Cái này ai mà học hôm bữa có khái niệm thời gian rồi mới hiểu chỗ này nha. Nó khủng khiếp lắm đó cả nhà. Khi chúng ta thay đổi được nhận thức về thời gian á, khủng khiếp lắm. Thời gian nó chỉ là thay đổi tần số rung động để trải nghiệm các vị trí khác nhau trong không gian thôi. Mà tần số rung động của mình sao ạ? À? Do trạng thái rung động điện từ nội tâm quyết định. Được không? Được không cả nhà? Đó. Thì khi mà chúng ta có tâm thái bao dung, nó là một trạng thái rung động điện từ nội tâm là hướng dương, thì nó sẽ giúp cho chúng ta kích những hạt mầm như ý trong tàng thức của mình lên. Và đặc biệt, tâm thái bao dung sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt được duyên lành.
kích hoạt được duyên lành cả nhà. Cho nên là trong bảy bố thí quan trọng đời người thì phòng thí là bố thí quan trọng nhất. Quan trọng nhất. Dĩ nhiên là trong mỗi cái bối cảnh khác nhau thì mỗi mỗi cái sự bố thí nó đều có tầm quan trọng riêng. Tuy nhiên trong bảy bố thí này, dưới cái góc độ này á, thì Bích Nga xin phép chia sẻ với cả nhà là phòng thí là quan trọng nhất trong bảy bố thí. Bởi vì sao ạ? Bởi vì khi chúng ta phòng thí thì chúng ta sẽ kích được duyên lành, bắt đầu con người sao ạ đến với mình nhiều hơn, thì mình mới có cơ hội làm những cái bảy bố, làm những cái bố thí khác chứ, đúng không cả nhà? Chứ không có con người mình bố thí cho ai, được không? Thì khi mà chúng ta phòng thí, khi phòng thí thì sẽ giúp cho mình kích hoạt được duyên lành, thì khi đó mình mới có cơ hội sao ạ, mình có cơ hội mình sao ạ, mình làm những cái bố thí khác nữa. Thì khi mà chúng ta làm được bảy bố thí thì sẽ giúp cho chúng ta tích tạo được công đức phước đức và giúp cho cuộc đời của chúng ta có sự chuyển hóa theo chiều hướng tốt đẹp hơn khi chúng ta làm bảy bố thí. Và trọng điểm đó chính là phòng thí. Và tất cả những nhân tài ở cả nhà, những nhân tài lỗi lạc từ xưa đến giờ đều luôn tìm cho mình một minh sư có cái tâm thái bao dung mở cảnh. Từ xưa đến giờ, từ cổ chí kim, nếu ai mà hay coi phim chưởng hay là coi những bộ phim thời Chiến Quốc thì cả nhà sẽ thấy là những người nhân tài á, thì thường cái nhân tài thì họ cũng hơi láo cá một chút, cho nên sao ạ à? Mà thời xưa sơ hở con cái thì sao ạ à? Bị chém đầu đúng không? Cho nên là những người nhân tài thời xưa á, thì họ thường hay tìm một người gọi là một người minh sư mà có tâm thái bao dung hở cảnh đó, họ sẽ tìm một người có tâm thái bao dung mở cảnh, thì góp đủ tiền tập hợp được người đủ sự độ lượng thì được người, đủ sự khiêm tốn thu phục người, đủ sự đi trước dẫn dắt người. Thì sự độ lượng ở đây chính là lòng bao dung, góp đủ tiền tập hợp người đủ sự độ lượng thì được người, đủ sự khiêm tốn thu phục người, đủ sự đi trước dẫn dắt người. Được không cả nhà? Góp đủ tiền tập hợp người thì tài tan nhân tụ, này mình cũng đơn giản mình biết đúng không? Nhưng đủ sự độ lượng thì được người, có nghĩa là khi chúng ta có được cái sự bao dung đó, mình sẽ được người cả nhà, được người cái đã rồi mới tính tiếp làm gì với con người đúng không? Được người nó quan trọng lắm, phải có sự bao dung. Nếu như chúng ta muốn làm nên đại nghiệp thì phải có sự bao dung. Ở đây có ai muốn làm đại nghiệp không? Các ai muốn làm nghiệp lớn không? Thì sao ạ à? Tự bồi dưỡng cho mình tâm thái bao dung, tự bồi dưỡng cho mình tâm thái bao dung. Đủ sự độ lượng thì được người, đủ sự khiêm tốn thu phục người, đủ sự đi trước dẫn dắt người. Khiêm tốn mình sẽ học trong những buổi tiếp theo. Thì khái niệm khiêm tốn cũng là một một khái niệm rất là quan trọng luôn, thì chúng ta sẽ được học trong lộ trình này ha. Đủ sự đi trước thì dẫn dắt người. Thì bao dung, ai muốn làm nên sự nghiệp lớn thì phải có sự bao dung nha cả nhà. Và bao dung nó là một, gọi là một tâm thái, gọi là một trong những tâm thái mà giúp cho chúng ta sao ạ à? Có được, sưu tầm được nhiều nhân tài bên cạnh mình đó. Tại vì khi mà nhân tài ở bên cạnh mình mà mình bao dung được cho họ đó, thì bản thân của họ thực sự phải nói là rất là áp lực. Bởi vì sao ạ à? Bản thân của một người khi mà làm một cái điều gì đó mà không đúng đắn đi, bản thân của họ có đủ trí tuệ để nhìn nhận là họ làm một cái điều đó sai không cả nhà? Ví dụ như khi mình làm một cái điều gì đó mà nó không đúng, mình có cảm nhận được không? Mình cảm nhận được chứ, đúng không? Mình là cũng là người có trí tuệ, mình biết cái gì đúng cái gì sai mà, đúng không ạ à? Còn không phân biệt được đúng sai nữa là cái đó là trí trí tuệ tầng bậc hầm rồi, tầng hầm rồi, được không? Vậy thì mình vẫn biết được cái gì đúng cái gì sai. Vậy thì có những điều mình làm sao ạ, mình thấy nó chưa phù hợp, mình biết chứ, nhưng mà người thầy của mình, người dẫn dắt mình, họ vẫn bao dung cho điều đó thì sao? Thì sao cả nhà? Thật ra là mình cũng rất là áp lực á,
áp lực vì sao ạ? Bởi vì bản thân mình thấy bản thân mình cần phải tự giác hướng tới điều tốt đẹp hơn nữa, cần phải trưởng thành hơn nữa để xứng đáng cho cái sự bao dung đó. Đó, chị Lê Huy có ghi lại mấy câu nói rồi á, chị Dương, anh Dương, chị Dương. Dạ, biết ơn chị Lê Huyên. Cả nhà hiểu ý này không ạ? À? Cho nên là tự nhiên là tự giác tất cả những nhân tài ở bên cạnh mình sao ạ? À? Tự hướng tới điều tốt đẹp hết luôn. Vậy thì nếu mà chúng ta có được tâm thái này đối với con của mình thì sao? Và chúng ta có được cái phòng thí đối với con mình thì sao? Ghi chữ phòng thí ra cho cả nhà mình nhớ. Phòng thí là bố thí, lòng bao dung nha. Phòng thí. Phòng thí. Vậy thì nếu mà chúng ta phòng thí được cho các con mình thì sao ạ? Nếu mà chúng ta phòng thí được cho các con thì tự giác các con sẽ sao cả nhà? Tự giác phải nỗ lực, phải trưởng thành, tự nhiên phải làm vậy luôn à. Nó hay lắm khi mà tự nhiên ở cạnh một người có sự bao dung á, là tự giác phải hướng tới điều tốt đẹp à. Đó, có ai không, có ai từng từng rơi vào cái trường hợp này chưa? Tự nhiên á là có những người sao ạ, à, là rất là bao dung cho mình luôn, dù mình làm gì đi chăng nữa họ vẫn bao dung cho mình. Thì tự nhiên cái sau một thời gian mình hướng tới điều tốt đẹp luôn á, tự mình thay đổi, tự mình trưởng thành hơn á, chúng ta ngẫm lại thử trong cuộc đời mình có không đó. Vậy thì nếu mà chúng ta làm được điều này đối với các con của mình thì sao cả nhà? Sẽ kiến tạo được rất là nhiều nhân tài cho xã hội. Châu Phan, Châu Phan hỏi là ba mẹ bao dung cho con thì con có hư không? Thì cái chỗ này là Châu Phan vẫn còn bị sao ạ? À? Chưa có phân biệt cái chỗ mà dung túng với bao dung. Bao dung thì con có hư không cả nhà? Hình như nãy giờ câu hỏi này cũng được hỏi mấy lần rồi đúng không ạ? À? Bao dung thì con có hư không? Dung túng thì mới hư, chứ làm gì bao dung mà hư. Bởi vì bản chất khi mà chúng ta bao dung là chúng ta có bị dính mắc vào lỗi người không cả nhà? Bao dung là đã không dính mắc, là bản thân mình đã không dính hình rồi, thì bên trong không có nhân đó thì làm sao mà có cái quả đó. Thì tự giác sao ạ? À? Đứa trẻ sẽ thay đổi. Có một đứa trẻ mới có 2 tuổi hơn thôi, mở cái tủ lạnh ra lấy cái chai sữa ra uống thì mới tuột tay làm rơi cái chai sữa xuống, thì sữa lúc đó là nó mới đổ tung tóe hết ra nhà luôn, rồi mảnh thủy tinh nó bể hết, nó văng ra nhà. Thì người mẹ mới giật mình chạy ra và nhìn thấy cái khung cảnh đó, thì người mẹ rất là từ tốn lại nói với con là con có muốn vẽ tranh bằng sữa cùng với mẹ không? Thì thế là hai mẹ con ngồi lấy sữa chấm vẽ lên sàn rất là nhiều những bức tranh khác nhau. Và sau khi mà vẽ tranh xong á, chơi rất là vui vẻ với nhau rồi, sau đó người mẹ mới nói là con hãy cùng với ta dọn dẹp cái chỗ chai bể này đi. Thì sau đó là hai mẹ con dọn dẹp chai bể rồi lau sạch sẽ hết. Thì người mẹ mới nói với con à, sau này khi mà con cầm chai sữa, con hãy cầm ở cái cổ chai thì chai sữa sẽ không bao giờ bị vỡ. Thì đứa trẻ mới có 2 tuổi hơn thôi thì đã biết á, là cầm chai sữa ở cái cổ chai, ở cái miệng, ở cái cổ chai á, thì sẽ không có bị tuột tay. Và sau này đứa trẻ đó trở thành một thiên tài về 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 mỹ thuật, là đứa trẻ đó rất là sáng tạo, vẽ được những cái bức tranh rất là đẹp, là chỉ là nhờ có một người mẹ vĩ đại. Thì bản thân của người mẹ đó sao cả nhà? Khi mà nhìn thấy được cái hành vi mà đứa trẻ mà làm rơi cái chai sữa thì lập tức nhận diện gì ạ? À? Cái này phải dùng trí tuệ bậc hai nè, bản thân mình phải dùng trí tuệ bậc hai thì mình mới khởi tạo được cái bao dung này, nhận diện được cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ, cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ đâu cả nhà? Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, đúng không? Thì người mẹ nhận diện được, thứ nhất, nếu mà mình ngay từ đầu đã hướng dẫn cho con mình cái cách mà cầm sữa bằng cái cổ chai á, thì làm gì cái chuyện mà con cầm chai sữa bị tuột tay, đúng không? Do mình chưa hướng dẫn con nên con chưa biết cách cầm, cái con bị tuột tay thì có phải tự mình không? Và cách thứ hai, theo như công thức cội nguồn cuộc sống, nếu bên trong mình không có cái hình ảnh đó thì bây giờ mình có thấy cái điều đó con mình không ạ? À?
bên trong mình nó phải có cái hạt mầm tâm trí đó, nên ngày hôm nay mình mới thấy cái hình ảnh đó nó hiển lộ ra bên ngoài thông qua hành vi của đứa trẻ. Vậy thì có phải là cội nguồn sống bắt nguồn từ chính mình không? Vậy nếu một người mà hiểu được công thức cội nguồn cuộc sống, một người hiểu được rằng cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ hình ảnh tâm trí của chính mình, thì khi đó sao ạ? À? Họ sẽ khởi tạo được tâm thái bao dung. Tâm thái bao dung. Cả nhà hiểu ý này không? Tại vì khi mà chúng ta đã hiểu công thức cội nguồn cuộc sống rồi, thì cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ hạt mầm hình ảnh bên trong tâm trí. Được không ạ? À? Thế giới bên ngoài là do bên trong của mình kiến tạo nên. Và đặc biệt là chúng ta hiểu về câu chuyện câu chuyện của thầy Marco Roche, thì chúng ta hiểu được rằng vạn vật là có tính không, nó là gì, là do nhận thức của chúng ta tạo nên. Được không cả nhà? Vạn vật có tính không, nó là gì, là do nhận thức của chúng ta tạo nên. Vậy thì khi một người mà hiểu được công thức cội nguồn cuộc sống và hiểu được câu chuyện của thầy Marco Roche, thì khi đó người đó sẽ khởi được tâm thái bao dung, người đó sẽ làm được, người đó sẽ bố thí được sự bao dung cho người khác. Đầu tiên là phải có tâm thái bao dung, sau đó sao ạ? Móc cái lòng bao dung này ra bố thí cho người khác thì gọi là phòng thí. Cả nhà hiểu ý nào mà? Được không cả nhà? Được không cả nhà? Đầu tiên bản thân mình phải có được tâm thái bao dung, và mình móc cái tâm thái đó ra, mình bố thí, mình cho đi thì được gọi là phòng thí, hay còn gọi là bố thí lòng bao dung đó. Đó, đây là một trí tuệ tầng bậc hai đó cả nhà. Cho nên lúc nãy cả nhà mình cũng nghe thầy chia sẻ là thực sự là phải có trí tuệ mới làm được điều này. Đây là trí tuệ tầng bậc hai đó, trí tuệ tầng bậc hai. Và chúng ta hiểu sâu sắc về công thức cội nguồn cuộc sống và hiểu câu chuyện của thầy Marco Roche, thì chúng ta sẽ phân tích được vạn vật là có tính không. Thì khi đó chúng ta sẽ đơn giản, chúng ta khởi tạo được tâm thái bao dung. Tâm thái bao dung nó tự khởi tạo ở lớp tánh, nó tự khởi tạo ở lớp tánh đó cả nhà. Tâm thái là trạng thái cảm xúc của nội tâm. Người giàu tâm thái là người luôn giữ được xuyên suốt trạng thái cảm xúc trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh và an vui ở tâm. Vậy thì làm sao mà để chúng ta luôn giữ được xuyên suốt trạng thái trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm? Lúc nào chúng ta còn còn an vui ở tâm thì chúng ta an vui, được không? Lúc nào chúng ta còn trân trọng biết ơn ở tình thì chúng ta trân trọng biết ơn. Nhưng nếu mà chúng ta không trân trọng biết ơn được nữa, nếu mà sự việc đã diễn ra mình không dùng lớp tình để mình có sự trân trọng biết ơn được, thì mình cho vô lớp tánh để làm chi? Cho vô lớp tánh để làm chi? Chúng ta phân tích được vạn vật có tính không thì chúng ta sẽ khởi tạo được tâm thái bao dung. Tâm thái bao dung. Cả nhà mình còn nhớ slide này không ta? Nội tâm của chúng ta là có tâm này, có tánh, có tình, được không? Tâm, tánh, tình, tâm thì có một thuật ngữ được gọi là đón nhận. Tánh thì phân tích phân biệt. Tình là đối đãi. Đó. Rồi, vậy thì nếu mà chúng ta lớp tình nè, người giàu tâm thái là người luôn giữ được xuyên suốt trạng thái cảm xúc sao ạ? À? Trân trọng biết ơn ở tình. Chúng ta dùng lớp tình để đối đãi, chúng ta có được tâm thái trân trọng biết ơn. Tánh ở đây vẽ lộn vô tâm nè. Biết ơn tiếng Hùng, trân trọng biết ơn. Ở tánh chúng ta phân tích phân biệt có được tâm thái bao dung này, ở lớp tâm chúng ta đón nhận thì chúng ta có được tâm thái an vui đó. Vậy thì làm sao mà mình luôn giữ được
trước trạng thái cảm xúc trân trọng biết ơn ở tình, bao dung ở tánh, an vui ở tâm, thì khi đó chúng ta sẽ được gọi là một người người giàu tâm thái. Người giàu tâm thái cả nhà, mà tâm thái chính là trọng điểm để chuyển hóa cuộc sống. Tâm thái là trọng điểm để chuyển hóa cuộc sống cả nhà. Bởi vì tâm thái an vui sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt được tổng nghiệp thức tốt. Tâm thái bao dung sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt được tổng nghiệp tốt. Và vậy thì nếu mà một điều gì đó nó diễn ra, một thông điệp nào đó đến mà chúng ta dùng lớp tình chúng ta đối đãi được, chúng ta có được sự trân trọng biết ơn, thì sao ạ? Thì nó ngon chưa? Ngon. Được không? Thì đó cũng là tầng bậc trí tuệ cao rồi đó cả nhà. Nhưng nếu chúng ta không trân trọng biết ơn được thì sao? Chúng ta cho tánh, chúng ta phân tích phân biệt, chúng ta phân tích phân biệt, chúng ta biết được là vạn vật có tính không, chúng ta hiểu câu chuyện thầy Michael Roach, chúng ta hiểu về công thức của cuộc sống, chúng ta phân tích phân biệt là vạn vật có tính không, nó là gì, là do nhận thức của chúng ta tạo nên, thì khi đó nó sẽ tự khởi lên tâm thái bao dung, nó sẽ tự khởi lên tâm thái bao dung, nó dính lại ở lớp tánh, được không ạ? Tâm thái bao dung là do chúng ta phân tích phân biệt ở lớp tánh, được không? Còn nếu mà không bao dung được nữa thì cho vô lớp tâm, đón nhận, biết nó là như vậy thôi thì có tâm thái an vui đó. Thì ai mà không bao dung được thì thôi, cho vô tâm đón nhận thì có tâm thái an vui ha cả nhà, được không ạ? À? Thì khi mà chúng ta khởi tạo được, khi chúng ta phân tích phân biệt được nè, thì chúng ta có được tâm thái bao dung. Và tâm thái bao dung thì sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt được duyên lành. Nên là tâm thái là trọng điểm để chuyển hóa cuộc sống. Tâm thái chính là trọng điểm để chuyển hóa cuộc đời. Tâm thái an vui thì sẽ giúp cho chúng ta kích được tổng nghiệp thức tốt. Tâm thái bao dung thì sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt được duyên tốt. Tâm thái trân trọng biết ơn sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt được tổng nghiệp quả tốt. Mà tất cả những cái quả trong cuộc sống của mình đó cả nhà, và kể cả những nghiệp thức luôn, cũng đều là do con người mang lại. Cho nên là tâm thái bao dung nó rất là quan trọng. Chúng ta phải sao ạ? À? Phải kích hoạt được duyên lành của mình. Đó là một trọng điểm để mà chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp sau này. Thì con người phải đến, thì con người mới mang theo cái gì ạ? À? Mang theo quả, mang theo thức. Đúng không? Đó. Thì cái nguồn lực thực sự của mình á, nó đến từ con người. Con người chính là, con người mới chính là cái nguồn lực lớn nhất của chúng ta đó. Tại vì thông qua con người thì sao ạ? À? Họ sẽ kéo theo nghiệp thức, nghiệp duyên, nghiệp quả của họ đến, được không? Thì vậy thì chúng ta làm sao để chúng ta kích hoạt được duyên lành mà có con người ở bên cạnh đấy, thì chúng ta phải có được tâm thái bao dung thì sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt được duyên lành đó. Tâm thái bao dung và chúng ta bố thí cái lòng bao dung này được gọi là phòng thí. Thì khi mà chúng ta phòng thí thì đó cũng là một bố thí giúp cho chúng ta sao ạ? À? Có được duyên lành. Rồi mình sẽ có cơ hội mình tạo lập được những cái giá trị khác nữa. Nên là bao dung là một tâm thái rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Và nó cũng là một bố thí trọng điểm, một bố thí quan trọng trong 7 bố thí quan trọng đời người. Được không cả nhà? Bao dung được không? Bao dung được không ạ? Dạ. Thúy Mỹ có giơ tay, em xin mời chị bật mic ạ. Cô giáo ơi, Dạ. dạ, em biết ơn mà cô nghe đã dụng tâm kêu em ạ. À, tại vì em có cái bài học tâm đắc em ngộ ra đó, em thấy nó hay quá, em muốn chia sẻ với mọi người đó cô. Dạ. Em xin giới thiệu với mọi người là em là Nguyễn Thị Thúy Mỹ, sinh 1976, em 20 tuổi. Em thì sinh sống và làm việc ở Đồng Tháp. Thì không biết cái duyên sao á, hôm nay em được giao lưu với cô nghe
Tại vì hôm qua là em giơ tay sớm ngay cái lúc thầy giảng, đó là em có cái bài học hay quá em định chia sẻ, nhưng mà thì để cho cô Trâm chia sẻ. Nhưng mà cái lúc chia sẻ thì cái điện thoại của em mạng nó yếu sống em bắt không được, cuối cùng là nó trôi luôn. Thì đến hôm nay thì gặp cô Nga, mà cái bài học mà đầu tiên mà em nhận được, mà em xử lý được cái mà em đang dính mắc, mà từ cái bài của cô Nga chuyển giao, là về cái ông lái đò với lại cái ông tiến sĩ đó cô. Thì em ngộ đó, tại vì em bị dính mắc vô ở tại cơ quan em cứ người này lỗi người kia lỗi tùm lum, để tới mình lỗi nữa mình giống như mình hết cái đường luôn. Mình cứ đi tìm hoài, làm sao mình có được lòng bao dung, làm sao mình khiêm tốn, làm sao mình không ngã mạn, và làm sao mình không chấp kiến. Cứ cứ thực hành nhiều thứ nhưng mà mình gỡ quản ra đó. Thì hôm bữa em gặp được bài học của cô thì hay quá rồi đó. Đến đây thì em xin trân trọng biết ơn nhân mặt của em là cô Đặng Thái Thanh Trúc của Mentor 04, và thầy Quang Huy của như Master 1, Master 2. Thì em được thọ nhận thầy Huy rất là nhiều, thầy chuyển giao những cái tri thức tuyệt quý rất là nhiều, và cũng rất là biết ơn cái tổng nghiệp của em để dẫn em đến cái tổ chức của mình. Em có cái bài học hay quá để em chuyển giao đến cho mọi người. Thì cái bài học đó là như vậy. Em nhận thấy ở cái cuộc đời này cô, khi mà chúng ta làm con người á, thì sống trên trái đất này là mình không có một mình, mà mình phải sống trong cái nhiều mối quan hệ gia đình, tổ chức và xã hội. Mà con người, trọng điểm của tánh người thì nó là tánh tham, tánh tưởng về cái tài sắc danh thực thùy. Mà khi mà con người đến cái cuộc đời này đã hối tự nhiên, mà do cái tổng nghiệp của họ như vậy, thì và do mình chọn, thì cái nhân duyên họ sẽ đến với mình ở gia đình đó, ở cái môi trường đó. Thì do cái tổng nghiệp như vậy thì họ sẽ có những cái tư duy như vậy. Nên ban đầu á, khi mà em chưa có hiểu được á, thì người này như thế này, người kia như kia, sao mà anh không hiểu gì hết, sao mà anh cứ gây nợ vậy, sao anh cứ làm, anh cứ đòi quyền lợi, cứ sao mà được, tại sao cái mình phải cứ tham gia xử lý sống hoài cô. Cái tới 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 phiên mình á, cái mình giật mình, ủa tại sao mình cũng vậy, không lẽ mình tệ vậy ta. Cái mình đi tìm hiểu, bị tìm hiểu thì tổng nghiệp dẫn đến tổ chức quýt này. Thì trong cái lúc em học quýt đó thì lúc đó em chỉ mới chập chững, giống như cái thấu suốt nó chưa có nhiều, nhưng mà em ứng dụng cái bài học cội nguồn cuộc sống bắt đầu từ chính mình đó con. Thì em chuyển giao được một cái cặp vợ chồng đó, họ họ đang trên bên bờ vực chia tay, họ đã ra tòa rồi đó con. Nhưng mà họ mà trọng điểm em lúc đấy thì em thường giống như hay đi giải quyết vấn nạn, nhưng mà mình chuyển giao được cái câu là cội nguồn cuộc sống từ chính mình. Thì khi mà cái hữu duyên á, là cái cô vợ á, là đến đến tìm gặp giám đốc để trình bày cái hoàn cảnh như đó, cô ấy không có muốn đổ vỡ thì vô tình gặp em đó, thì em mới chuyển giao, và em xác định được á, là cái cội nguồn của cái hôn nhân này nó đổ vỡ là từ cô vợ. Nên em dồn hết những cái kiến thức vào cô vợ, thì cô vợ chuyển thì hay chồng chuyển. Thì trong vòng em thấy hình như có 2 tháng thôi à, thì hai chồng này hàng gắn lại, thì em gặp người chồng em hỏi thăm, vậy người chồng mới nói với em là bây giờ á, là tối em ngủ á, là em nắm tay vợ em hôn trước khi ngủ. Mà trước đó là không thể nào mà chấp nhận được, là thầy thường nói là khi người đàn ông quán trách là giống như khó có cơ hội, bởi vì cái người người chồng này là sống bên vợ, rất là đẹp trai, tướng tá ngon lành, học rất là nhiều cái bằng cấp, nhưng mà không có chức vụ gì hết, mà lại thích giống như là được như người ta, xe ô tô đồ này nọ đó cô, nhưng mà không có được giống như cái mong muốn của người vợ. Khi mà người vợ nhận ra mà nói là cái cội nguồn cuộc sống từ chính mình đó, bởi vì lúc đấy người chồng bị bệnh trầm cảm luôn á cô, có nhiều lúc là đòi nhảy lầu. Rồi khi em mới nói một câu đó là chồng em như thế, tâm lý yếu như thế mà em đẩy ra ngoài xã hội thì người khác người ta sẽ kéo thì người ta vào vòng tay thôi. Thì có mấy tháng thôi là gặp cái người phụ nữ khác,
mà may mắn thay phước đức của hai vợ chồng này thì họ nhận, quan trọng là người vợ nhận ra và thay đổi và dành hết những cái thời gian, cô ấy là bác sĩ sau bây giờ làm việc thì dành hết cái thời gian đi theo người chồng, đồng hành với người chồng. Thì trong vòng em thấy 2 tháng họ hàng gắn lại, đặc biệt là một cái câu chuyện thứ hai nữa mà thật sự em rất là xúc động và trân trọng cái tổ chức mình, cái tri thức tuyệt quý của tổ chức quýt mình, là cũng một anh nữa là lãnh đạo ở một cái tỉnh chung ngành với em, thì trong cuộc sống ảnh cũng gặp tương tự giống em, một cái người cấp dưới của ảnh là không được gì mà tối ngày cứ đặt vấn đề giống như gọi là gây cái rắc rối phiền phức cho ảnh. Thì mỗi lần ảnh gặp như vậy thì ảnh cứ gọi em thì em cứ chuyển giao, ảnh cứ gọi thì em mới nói là giống như cái do cái tổng nghiệp của anh đó, người ta đến người ta đòi nợ anh, khi mà anh vui vẻ anh trả nợ đó, thì đến một lúc nào người ta sẽ đi, với lại do cái tổng nghiệp người ta như vậy nên nhiều đời nhiều kiếp người ta quân tập thành cái nghe thấy nói biết cô, là cái tính của người ta như vậy đó, nên người ta không có hiểu được, người ta không có thể nào tư duy như mình được, nên mình phải là thông cảm, có khi mình thương người ta, thương cho người ta bởi vì người ta có cái nghiệp như thế, người ta có cái cuộc đời như thế, mình không thể bắt người ta làm như mình mà phải mình phải thương cho người ta. Thì anh cái người lãnh đạo đó cũng mỗi lần á, là cái người cấp dưới đó gây cái rắc rối là anh gọi mình, mỗi lần gây cái rắc rối là mình gọi gọi mình thì mình cứ chuyển cho ảnh cái nguồn năng lượng để anh lấy năng lượng lên. Thì đó, thì cái đến cái hôm gần Tết này nè, cái gọi nữa, cái em mới chuyển giao gì đó, cái ảnh mới tâm sự với anh kia, thì cái anh cấp dưới ảnh mới nói là thật sự đó, tôi cũng rất là đau khổ, tôi là cấp phó mà anh ứng xử phản ứng với tôi như vậy thì nhân viên đó, họ sẽ nhìn tôi với con mắt như thế nào thì trong làm việc tôi làm không được. Và thật sự thì cái anh cấp phó này ảnh cũng giống như ảnh cũng chuyên môn nghiệp vụ không 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 có giỏi, nhưng mà ảnh cũng làm phó nhiều năm vậy đó. Thì cái anh lãnh đạo đó thì phước đức làm sao á, em học gì em chuyển giao là anh ứng dụng hết, anh ứng dụng hết và ảnh bao dung đối với cái anh phó này. Thì khi mà anh làm như vậy đến thì trong vòng chưa đầy 1 năm, tại cái anh chánh văn phòng này ảnh lên đó là khoảng đầu năm 2023, thì đến mười mấy Tết nè con, là ăn Tết vô tuần thứ hai đó con, ảnh gọi em mới 8 giờ sáng Mỹ, anh báo em tin buồn là cái anh đó ảnh mất rồi. Đến giờ này em nói em vẫn xúc động, mà nói chung là nó rung hết trơn trong người đó con. Thì ảnh mới nói là vậy đó, ảnh muốn xác nhận với em là anh có lỗi gì không, để anh không phải là áy náy trên cuộc đời này, anh không còn, anh không có cái gì mà gọi là áy náy hết. Anh nói thì đâu có gì đâu, thì hết duyên thì ảnh đi thôi. Đó thì ảnh mới lo hậu sự cho cái anh kia xong rồi tới cái ngày đầu tuần sau ảnh đi làm, anh cũng gọi nữa, em hôm nay anh đi làm rồi, em cũng động viên cô anh đi làm. Cái hôm bữa mới đây anh cũng gọi trao đổi công việc xong, cái em mới nói bài học lớn quá phải không anh? Anh đúng rồi em, giờ này thật sự anh mới hiểu được cái bao dung với cái tình yêu thương. Khi mà mình có cái tình yêu thương mình nhận ra con người không có vấn đề á, mình bao dung cho họ, mình ghi nhận biết ơn họ, thì khi mình cứu rỗi được cuộc đời của ảnh, của cái người đó đó, thì khi mà mình hiểu ra được thì cái tổng nghiệp của họ thì tự nhiên họ thay đổi, thì mình cứu rỗi cuộc đời của họ và cái nghiệp của họ cũng chuyển nữa đó. Thì anh mới nói thay vì anh là lãnh đạo anh ngồi anh đợi nhân viên của anh cấp dưới anh đến chúc Tết hay là thăm anh, thì anh phải đi chúc Tết để đi đến nhà trước, bài học rất là đắt giá đó. Thì cơ quan ảnh là ảnh có 2 người, là một người cấp dưới của ảnh và một người lãnh đạo cấp trên. Ảnh mới nói bây giờ còn một người nữa, bây giờ là anh nghe thông tin là anh bị chuyển đi, nhưng mà anh không muốn chuyển đi, anh vẫn muốn ở đó và giống như nghĩ là người kia chuyển đi, tại anh đang giống như cũng thích công việc này. Em mới nói là cái này á là do tổng nghiệp thôi, bây giờ quan trọng là anh xác định được công việc của anh làm mà giống như trạng thái anh cân bằng á, mình cứ 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 hết lòng với công việc và mình cân bằng, mình cứ đối đãi với cái người lãnh đạo gì đó thì duyên tới đâu thì mình tính tới đó là sao cũng được. Mà anh nói câu chuyện này nó cũng cũng em nói hết sức là nó đặc biệt nè con, nó cũng vi tế. Anh nói hồi trước kia 2011 2011 cái gì đó, anh viết một cái bài điếu văn cho một cái người lãnh đạo của cái sở đó đó về hưu, người thân của người lãnh đạo về hưu, thì đến đến giờ này anh vẫn lưu giữ
trong cái lần họp mặt đầu năm á, cái người lãnh đạo nó mời ảnh, ảnh mới lên trao coi như là tâm sự với người lãnh đạo nó. Em không ngờ á, lúc mà em viết cái bài điếu văn đó cho gia đình anh thì giờ này em lại viết và đọc cái bài điếu văn cho một cái người cấp dưới của mình. Thành ra thông điệp em muốn gửi đến là mình đến với cuộc đời này là do duyên nghiệp quả, nên con người không có vấn đề khi mình bao dung, mình ghi nhận, mình biết ơn, mình yêu thương, cuộc đời này nó đẹp, nó giá trị lắm. Bên Phật giáo nói được thu bao nhiêu kiếp ngàn kiếp mới được làm người. Thành ra mình phải trân trọng, mình gìn giữ, chứ để nhiều khi mình chấp, mình không thấy thì người thân mình rời mình đi, không còn bên mình nữa, lúc đó là mình không còn cơ hội nữa. Thì thật sự em nói may mắn phước báo cho những ai mà đến với cậu chức quýt của mình cũng giống như em, rất là phước báo. Rất là biết ơn cô, là cái câu là con người không có vấn đề, ông lấy đò với ông tiến sĩ. Và hồi nãy em cũng còn bị nữa, tức là trong ông chồng em ổng hay nói la này kia, mà bây giờ khi mà em học rồi em mới nhận ra những lời chồng em nói là những cái tri thức tiền quý từ trong quýt đây nè đó, thì cũng là người thầy nhưng mà em cũng còn chưa có hoàn thiện, cứ cứ bị ông chồng ông nói mà mình cũng vẫn còn buồn. Có những lúc mình thoát ra được, có những lúc mình lại dính vô. Thì nãy mới nhận được cái câu của cô là con người không có vấn đề thì bản thân mình cũng không có vấn đề, do cái vân tập từ cái tổng nghiệp của mình thôi, thì mình xác định mình có vấn đề vì mình giữ cái hình ảnh tốt của mình. Em xin hết, trân trọng biết ơn cô, biết ơn mọi người đã lắng nghe, và rất là trân trọng biết ơn thì Toàn cũng như là Thường Hy, từ bạn Thanh Trúc như cô biết nghe. Trân trọng biết ơn, xin hết. Dạ. Anh chị Thúy Mỹ, dạ Dạ. mình phải bao dung được cho chính mình trước chứ. Ngay Dạ. khi bản thân mình cũng biết mình ăn học nhưng mà mình chưa có thực sự chuyển hóa thì mình cũng phải bao dung được cho chính mình. Còn nếu Dạ. không, các anh chị sẽ vô tình có một cái áp lực là bản thân mình học mà sao mình lại không bao dung được, thì đó cũng là một dạng sĩ thân á, và chúng ta sẽ bị những người xung quanh và đặc biệt là những người thân yêu của mình khống chế mình chỉ vì mình là một người ăn học nhiều á. Đúng rồi. Thì người ta sẽ nói là gì, sao ăn học rồi mà còn chưa biết bao dung, nhà hiểu ý này không? Thì Chồng bản em thân nói học hoài mà chưa 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 chưa, chưa, ta? Chưa giỏi hay gì thì mình phải biết sao ạ, bao dung cho chính mình trước và mình nói chuyện với người nhà mình sao ạ. Thì em cũng ăn học, anh cho em thời gian để em chuyển hóa nữa đó. được không? Dạ. Còn nếu mình bị dính mắc, mình sĩ thân, mình là người ăn học rồi mà tại sao mình chưa chuyển hóa, chưa bao dung á, thì coi chừng mình lại bị chính những điều mình ăn học khống chế và những người thân yêu của chúng ta sẽ khống chế chúng ta. Dạ Nên là đúng chúng rồi. ta biết đó, là bao dung là bao dung cho ai, bao dung cho chính mình và bao dung cho người đối diện mình được không cả nhà? Dạ. Dạ Dạ. thì ngày hôm nay chị Thúy Mỹ có chia sẻ với cả nhà đó, thì bên Nga sẽ tặng cho cả nhà mình thêm một câu chuyện. Dạ em xin phép được tắt mic của chị Thúy Mỹ nha. Chị chia sẻ xong rồi đúng không chị? Dạ biết ơn cô giáo. Dạ. Bích Nga tặng cho cả nhà mình thêm một câu chuyện nha. Thì câu chuyện này á, là chắc Bích Nga sẽ lấy sách ra đọc cho cả nhà mình luôn. Câu chuyện Thiên thần hạ giới. Cao nhân. Có một thiên thần nhỏ trước khi xuống hạ giới làm người. Tất cả mọi thiên thần ra đưa tiễn, có cả thượng đế. Thượng đế hỏi: "Tại sao con lại muốn xuống hạ giới nơi đầy rẫy những hiểm nguy và oán thù?" "Dạ vì con muốn ạ." "À, con có biết là khi xuống đó con sẽ rất dễ đánh mất bản tính của mình và rất khó trở lại thiên đàng không?" "Dạ con biết ạ." "À, để trở lại được đây thì con phải có tình yêu thương và lòng bao dung đủ lớn. Tuy nhiên, để có được tình yêu thương và lòng bao dung đủ lớn thì phải có những người xuất hiện gây ra đau thương cho con, gây ra oán hận cho con. Nếu không có sự xuất hiện của họ để con trưởng thành, giúp con giàu lòng yêu thương và bao dung thì con sẽ rất khó trở lại đàn. Có bạn muốn giúp bạn của mình tại thiên đàng, nhất người bạn thân nhất của thiên thần lên tiếng: "Tớ sẽ giúp cậu."
Dạ, con xin tình nguyện giúp bạn của con ạ. À, tại sao con lại làm vậy? Dạ, vì con yêu quý bạn của con muốn bạn của con được trở lại tiên đàng ạ. À, con có biết là khi con làm vậy, con sẽ trở thành một người rất xấu, có thể bị nhiều người ghét, và con cũng có thể trở lại đây không? Và con cũng khó có thể trở lại đây không? Dạ, con hiểu, nhưng con thật lòng yêu quý bạn của con, nên con muốn bạn con được quay lại nơi đây. Con rất sẵn lòng giúp bạn của con ạ. À, nói xong, thiên thần nhỏ nhìn qua bạn của mình và nói: Bạn thân của tôi ơi, khi xuống dưới hạ giới, cậu sẽ mang hình hài khác, tớ cũng sẽ mang hình hài khác, nên chúng ta khó lòng có thể nhận ra nhau. Nên dù tớ có làm gì hại cậu đi chăng nữa, mong cậu hãy nhớ rằng đâu đó có một người vì cậu, vì yêu cậu mà làm điều này. Tớ chỉ mong cậu nhớ điều này thôi. Nói rồi, hai thiên thần nhỏ ôm nhau và cùng nhau xuống hạ giới. Câu chuyện của họ làm cảm động trước Thượng Đế và các người bạn của mình. Sau nhiều kiếp, cả hai đều được trở lại thiên đàng. Câu chuyện này là câu chuyện thiên thần hạ giới, trích trong sách Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời. Đây, cả nhà mình có quyển sách này chưa? Thì khi mà nghe các thầy cô chia sẻ về câu chuyện này cả nhà, thì bản thân của Bích Nga cũng thấy khá là xúc động đó. Bởi vì thực sự là giống như thầy vừa mới chia sẻ với mình ở bên cái nội dung về tâm thí đó cả nhà. Có phải là nếu như mà những người mang lại điều bất nhí cho mình, mà mình lại có được bài học sau điều bất nhí đó, thì có phải là họ họ chính là người thầy trong cuộc đời của mình không? Đúng không? Vậy thì đâu đó nếu mà không có những điều gì ạ, à, những người mà mang lại điều những cái điều đó cho mình đó, thì nhiều khi á, mình cũng không thể nào học được cái sự bao dung và yêu thương thực sự, được không cả nhà? Có hình dung được điều này không cả nhà? Cho nên là thông qua những bối cảnh, những con người đến trong cuộc đời của mình đó, thì lại có cơ hội để cho chúng ta được trưởng thành hơn, và thông qua những cái bối cảnh đó thì chúng ta mới thực sự học được cái bài học của lòng bao dung và tình yêu thương. Cho nên là các cao nhân cũng hay nói với mình á, là Bích Nga thấy cũng đúng. Thì cao nhân mới nói rằng á, là những người phụ nữ á, là thường khi mà họ có con á, thì họ mới thực sự xinh đẹp. Những người phụ nữ á, cả nhà, khi mà có con á, thì mới thực sự xinh đẹp. Vì sao ạ? À? Bởi vì khi có con thì họ mới thực sự có được cái sự bao dung và yêu thương từ bên trong trái tim á, nó bộc lộ ra cái vẻ đẹp bên ngoài. Cả nhà hiểu được ý này không ta? Những người mà chưa có con nha, nếu mà có được cái điều này thì quá tốt. Nhưng á, thông thường thì phụ nữ đến khi mà có con á, thì mới thực sự có được cái lòng bao dung và yêu thương thực sự. Và khi mà chúng ta có được cái tâm thái bao dung này á, thì chúng ta sẽ trở nên rất là đẹp luôn cả nhà. Phụ nữ mà có được tâm thái bao dung thì sẽ trở nên rất là đẹp. Tâm thái bao dung thì đâu đó trong cuộc đời của mình thì sao ạ? À? Những chuyện bất nhĩ nó diễn ra thì đó là những điều mà trong tổng nghiệp xảy ra, đúng không cả nhà? Trong tổng nghiệp quy định là chúng ta phải phải nhận cái quả đó. Thì dù chúng ta có trí tuệ như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không tránh khỏi là những điều trong tổng nghiệp nó xảy ra, nhưng chúng ta đón nhận nó với tâm thái như thế nào nó mới quyết định. Cho nên có một câu nói như thế này, đó là gì? Tâm thái quyết định sướng khổ, quan niệm quyết định thành bại. Tâm thái quyết định sướng khổ, quan niệm quyết định thành bại. Quan niệm hay còn gọi là cách cách nghĩ, cách sống của một con người ấy. Dĩ nhiên là nam cũng đẹp chứ. Nhưng ý muốn nói đây là phụ nữ khi có con thì họ sẽ học được bài học về bao dung rất lớn. Cho nên những người phụ nữ mà độ tuổi 30 á, khi mà họ đã có con á, thì đó mới là một độ tuổi xinh đẹp. Thực sự, nó có một cái vẻ đẹp mặn mà thu hút lắm. Đó, người ta hay nói là gái một con trong mòn con mắt là ở chỗ này. Thì tâm thái quyết định sướng khổ, quan niệm quyết định thành bại. Thì trong tổng nghiệp của mình nó vẫn diễn ra những cái sự kiện, nhưng chúng ta nhìn nhận nó với tâm thái như thế nào nó mới quyết định chúng ta sướng hay khổ. Cả nhà hiểu ý này không mà? Không phải là khi mình có trí tuệ là vấn nạn nó không sẽ đến, mà nó vẫn
sẽ đến. Nhưng mà mình giàu trí tuệ và giàu tâm thái thì dường như vấn nạn nó không còn là vấn nạn nữa. Giống như là bây giờ khi mà mình mới có 5 tuổi đi, mình thấy một cái vũng nước mưa rất là to, thì mình nhảy qua được cái vũng nước mưa đó thì sao ạ? Thì người lớn sẽ vỗ tay hoan hô, bởi vì chúng ta đã nhảy qua được cái vũng nước mưa rất là to, đúng không? Nhưng mà nếu như mà chúng ta 20-30 tuổi rồi mà mình nhìn thấy cái vũng nước mưa mình nhảy qua được thì mình sẽ còn vỗ tay hoan hô không cả nhà? Không, bởi vì chúng ta sao ạ? Đủ sức để mình vượt qua cái vũng nước mưa đó rồi. Thì đối với mình á, là vũng nước mưa đó nó không phải là vấn nạn nữa, chứ không phải là vấn nạn không xảy ra. Có nghĩa là cái vũng nước đó đó, nó tượng trưng cho vấn nạn con người của mình đó, nó vẫn diễn ra. Nhưng sao ạ? Mình đã đủ lớn để đứng trên vấn nạn rồi, thì dường như chúng ta bước qua cái vấn nạn đó sao ạ? Nó đơn giản, nó nhẹ nhàng khi chúng ta thắp lên được ngọn đèn trí tuệ và tâm thái. Được không cả nhà? Thì đặc biệt là khi chúng ta có được tâm thái bao dung và chúng ta có được phòng thí, chúng ta bố thí được lòng bao dung cho chính mình và bao dung cho những người xung quanh mình, cho người đối diện của mình. Bao dung cho người khác là cách đơn giản nhất để tự cứu lấy tương lai của chính mình, và người xứng đáng được bao dung nhất là chính mình. Thì khi mà chúng ta có được phòng thí, chúng ta bố thí được lòng bao dung cho người khác, thì cũng sẽ giúp cho chúng ta sao ạ? À? Bản thân mình cũng sẽ không bị dính mắc bởi những cái hình ảnh bất nhí, mà chúng ta sẽ, cái tâm thái bao dung là một trạng thái rung động điện từ nội tâm hướng dương, sẽ giúp cho chúng ta kích hoạt những cái hạt mầm nhí ý trong tiềm thức và giúp cho chúng ta kích hoạt được duyên lành đó, được không? Và khi con người đến thì chúng ta mới có cơ hội được tạo lập giá trị thêm cho con người. Nên một việc lợi mình mà lợi người là việc nhất định mình phải làm cả nhà. Bao dung phòng thí á, là một việc mà vừa lợi mình vừa lợi người nữa, thì nhất định phải làm, nhất định phải làm. Và những người xung quanh mình mà khi nhận được cái sự bao dung từ mình thì họ sẽ tự giác hướng tới điều tốt đẹp, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo được nhân tài bằng lòng bao dung của mình. Và bản thân mình sao ạ? À? Tự kiến tạo thế giới từ bên trong tâm trí, mình không có bị dính mắc bởi những hình ảnh bất nhí đó, mà chúng ta sao ạ? À? Chúng ta chủ động dùng trí tuệ bậc hai của mình để chúng ta sao ạ? À? Chúng ta kiến tạo lại thế giới bên ngoài bằng việc thay đổi hình ảnh bên trong tâm trí của chính mình về con người. Được không? Thì thế giới này chính thức các anh chị bắt đầu làm chủ lại, chúng ta bắt đầu làm chủ lại được cuộc đời của mình ngày hôm nay. Được không cả nhà? Thì ngày hôm nay Bích Nga giao lưu với cả nhà mình về phòng thí ha, bố thí lòng bao dung. Bích Nga thấy là vẫn có một cánh tay đang giơ lên á. Anh Dưỡng Dương Công, bây giờ là 21 giờ 59 phút rồi á anh. Không biết là anh muốn chia sẻ gì hay là có nghi vấn gì đây à? Nếu chia sẻ thì chúng ta có thể chia sẻ vắn tắt trong vài phút được không ạ? À? Dạ, cô còn nghe rõ giọng của em không? Dạ, rõ ạ. À. Dạ vâng, cho em xin phép là giới thiệu em một xíu. Em là Dương Công Dượng, đến từ Quảng Bình. Lời đầu tiên cho em xin là cảm ơn. Là nhân mạch của em là Cao Việt Hoàng, Nguyễn Thị Linh đã đưa em vào ở cái chương trình này, và em đã trải qua ba khóa là học thấu hiểu nội tâm, kiến tạo niềm vui này. Và thực sự ra em còn có một cái là em là dính mắc ở chỗ, tức là những người khác nhìn nhận bản thân em và có những cái câu nói mà thấy rằng là em là không là gì hết. Từ chỗ đó cho nên em buồn, và trong cái buồn của em thì em vẫn muốn tìm lại được một cái niềm vui của là kiến tạo này. Thì cô ơi, nếu như mà có một người nào đó là xem thương của em thì
em phải làm sao để em thoát ra được là cái họ nhìn nhận của em, và hai nữa là em dính mắc cái đó ạ. Câu này mà em mà trả lời là bị thầy lấy roi cho ăn đòn liền. Câu này dạ chắc là không có trả lời được á anh Công ơi, Dương Công Dưỡng, anh Dưỡng ơi. Nhưng với những khái niệm nguồn mà chúng ta học được trong lộ trình á, chúng ta có thể là dùng những khái niệm nguồn đó làm ánh sáng để soi sáng cuộc đời của mình, và bản thân mình phải là người tự sao ạ à? Tự tôn trọng mình trước, và phải là người thấy mình có giá trị trước. Tại vậy á, mình thấy được á, là mình không có giá trị á, và bị các thiên thường á, là bởi vì sao ạ à? Mình không biết được là bên trong mình có những giá trị phi vật chất nữa. Người ta thường hay nhìn nhận những yếu tố vật chất để đánh giá mình, là nhìn nhận gì ạ à? Nhìn nhận vào yếu tố năng lực thể chất vật chất để đánh giá mình, đúng không? Thấy mình không có năng lực, thấy mình yếu kém thể chất, không có vật chất, thì người ta nhìn nhận những yếu tố vật chất để đánh giá mình. Và ngay cả mình cũng thấy mình không có giá trị, là bởi vì chúng ta chỉ đang nhìn nhận mình ở những yếu tố vật chất thôi. Nhưng mình quên rằng bên cạnh những yếu tố vật chất, chúng ta còn có những yếu tố phi vật chất nữa. Đó là gì ạ à? Trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, được không? Chỉ cần chúng ta thổi những yếu tố phi vật chất này vào trong con người của mình, thì giá trị của mình sẽ tăng trưởng lên, thì ngay cả chính mình cũng thấy được mình có giá trị, thì làm sao mà người khác có thể là tùy nghi mà đối xử với mình được. Cho nên là trong cái lộ trình này là một lộ trình rất là đặc biệt. Em xin phép được thắc mắc quan điểm nha, tại vì nó có một vài cái tiếng á. Dạ, trong lộ trình này á là một lộ trình mà thực sự Bích Nga rất là biết ơn thầy, biết ơn các thiện tri thức và cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta, để chúng ta biết cách làm sao mà mình có thể là vật chất hóa những yếu tố phi vật chất, và mình mới thổi những giá trị phi vật chất đó vào trong con người của mình, thì mình sẽ trở thành một người có giá trị hơn. Đó. Thì chúng ta phi vật chất hóa bản thân của mình bằng cách là gì ạ? À? Làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất. Thì khi mà chúng ta làm giàu những yếu tố phi vật chất đó, thì những yếu tố vật chất đó, mình đơn giản mình có được lắm. Thì khi đó chúng ta sẽ tự làm tăng cái giá trị con người của mình lên. Và ngay cả những chị em phụ nữ mà những chị em đây làm nội trợ nè, chúng ta cũng cảm thấy là mình không có tạo lập được giá trị gì. Nhưng nếu chúng ta thổi được những yếu tố phi vật chất vào trong con người mình thì sao ạ? À? Không có ai tùy nghi đối xử tệ với mình hết trơn á. Được không? Thì tự bản thân của mình sao ạ? À? Tự thổi yếu tố phi vật chất vào con người của mình lên thôi. Rồi, chúng ta học bao phòng thí rồi, tự bao dung cho những khuyết điểm mình đang có. Được không? Chứ giờ làm sao thì tự bao dung cho nó, chứ bây giờ chừng nào nó chuyển hóa hay nó chuyển hóa, tự bao dung cho những khuyết điểm của mình rồi thổi những yếu tố phi vật chất vào trong con người của mình, và khi tin tưởng điều mình tin tưởng, người khác sẽ hoài nghi điều họ hoài nghi, mình cũng không cần phải chứng minh cho người khác là mình có giá trị hay là gì hết trơn á, mình chỉ cần tập trung vào chính mình trưởng thành hơn so với chính mình ngày hôm qua, và tin hoài nghi bắt đầu họ chuyển sang tin tưởng mình thôi, cứ hướng về phía ánh sáng cả nhà. Luôn hướng về phía ánh sáng, về phía ánh sáng, và những người thân trong gia đình của mình thì mình cũng sẽ luôn hướng về phía ánh sáng như vậy đó. Thì khi mà người ta luôn thấy mình hướng về ánh sáng như vậy thì từ từ tự sao ạ à? Tự mình sẽ có sức ảnh hưởng đối với những người xung quanh, chứ mình cũng không có cố thuyết phục những người khác phải đi theo con đường của mình đó, được không anh Dưỡng? Dạ vậy ha anh, chắc hôm nay mình nghỉ ở đây ha cả nhà. Rất là biết ơn các anh chị đã đồng hành cùng với Bích Nga đến thời điểm hiện tại. Trân trọng biết ơn thầy đã cho Bích Nga cơ hội được học tập, được trưởng thành. Và nhờ có lộ trình Mentor Week và Master Week mà đã giúp cho Bích Nga có thể tự tin mình chia sẻ và trưởng thành hơn so với chính mình ngày hôm qua. Thì nếu như mà chúng ta mong muốn được bước vào lộ trình mentor á, thì chúng ta còn một khóa mentor K06 nữa cả nhà.
thì chúng ta theo sát lộ trình để đăng ký kịp thời nha cả nhà. Và chương trình doanh chủ á, các anh chị có hỏi trong khung chat á, thì chúng ta cũng sẽ theo dõi thông tin trên kênh Telegram của tổ chức WIC nha. Dạ. Biết ơn cả nhà mình lắm lắm.